phân tích các bệnh án lâm sàng đầu tiên ha. Thì tôi đã tiến hành tôi xem màn hình rồi ha, thì các bạn cho tôi biết là các bạn đã có thấy được cái phần xem màn hình chưa hả? Đã thấy được rồi thầy. Rồi, một lớp đã thấy, lớp còn lại thấy chưa em? Rồi ha, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua hai cái bệnh án ha. Đầu tiên là bệnh án về tim mạch, thứ hai là bệnh án về trong bệnh lý về viêm phổi. Thì là cái mục tiêu ngày hôm nay là gì? Mục tiêu ngày hôm nay đó chính là sẽ đưa cho các bạn trong một số tình huống lâm sàng cụ thể. Thông qua các tình huống lâm sàng cụ thể này sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách gọi là cơ bản nhất về việc là từ cái chẩn đoán mà các bạn nghĩ đến, các bạn sẽ cho những cái chỉ định cận lâm sàng là như thế nào, và cuối cùng bạn phân tích và cái mong muốn kết quả của bạn đạt được như thế nào ha. Rồi, về mục tiêu của cái phần bệnh án đầu tiên á, thì là các bạn sẽ có 3 mục tiêu ha. Đầu tiên là các bạn trình bày được cái cách tiếp cận một bệnh nhân nghi có hội chứng bệnh cấp. Thứ hai á, là các bạn sẽ áp dụng cái quy trình chẩn đoán 1 giờ rule in rule out theo OSC 2015. Và cái thứ ba là các bạn có thể xác định được giá trị và vị trí của cái mặt cơ sinh học, ở đây là mang tim ha. Đầu tiên á, để mà nói cho các bạn á, thì đầu tiên á, có thể là một số bạn là đã đi thực tập lâm sàng rồi. Thì tôi không biết là cái lớp khóa các bạn đã đi chưa, cho nên là tôi sẽ nói sơ qua về một chút về giới thiệu về cái bối cảnh. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm việc ở trên lâm sàng, nó sẽ làm việc với bệnh án. Vậy thế bệnh án là gì? Bệnh án là một hồ sơ, một tài liệu y học có mang tính chất y tế pháp lý, và mỗi người bệnh chỉ có một hồ sơ bệnh án cho mỗi lần khám chữa bệnh mà thôi ha. Do đó tất cả các thông tin của người bệnh nhân phải được lưu trữ và ghi lại ở trong bệnh án, và nơi đó là nơi tra cứu và cũng như là bằng chứng pháp lý rằng tại thời điểm đó chúng ta can thiệp cho bệnh nhân là nó có phù hợp với tình trạng bệnh nhân hay không. Khi mà chúng ta tiếp cận một cái vấn đề sức khỏe của bệnh nhân á, thì theo như các bạn đã được hướng dẫn thì chúng ta sẽ có 3 khía cạnh chúng ta cần phải khai thác thông tin. Đầu tiên, khi bệnh nhân nhập viện, chúng ta sẽ tiến hành là hỏi bệnh sử để xác định nguyên nhân bệnh nhân nhập viện như thế nào và cái diễn tiến từ lúc bắt đầu có triệu chứng hoặc là từ bắt đầu có sự kiện biến cố sức khỏe cho tới khi bệnh nhân nhập viện. Cái thứ hai là bạn sẽ thăm khám lâm sàng. Thì cái việc mà thăm khám lâm sàng này, các bạn sẽ xác nhận được rằng là các dấu hiệu cũng như các triệu chứng thực thể có trên bệnh nhân. Và cái thứ ba đó chính là về phần cận lâm sàng. Thì từ cái bệnh sử và lâm sàng nó sẽ gợi ý cho các bạn cái chẩn đoán ban đầu, và từ cái chẩn đoán ban đầu đó các bạn sẽ tiến hành cho các xét nghiệm để mà củng cố thêm thông tin hoặc là để loại trừ các nguyên nhân các bạn nghĩ đến, và cuối cùng để dẫn đến một cái kết chẩn đoán phù hợp nhất ngay tại thời điểm ban đầu các bạn tiếp nhận. Thì về cái cận lâm sàng á, thì hiện nay người ta có thể chia ra một cách vắn tắt là bằng 3 mảng. Đầu tiên đó chính là cái mảng xét nghiệm, thứ hai là mảng thăm dò chức năng, và thứ ba là mảng hình ảnh học. Trong cái phân loại mà các loại xét nghiệm á, thì chúng ta sẽ chia làm 3 cái bảng nhỏ hơn nữa. Thứ nhất là xét nghiệm về huyết học, thứ hai xét nghiệm về sinh hóa miễn dịch, và thứ ba là xét nghiệm về vi ký sinh. Trong xét nghiệm về huyết học thì có các loại xét nghiệm cơ bản sau đây. Thứ nhất là mình sẽ gọi là xét nghiệm đông máu, xét nghiệm sinh hóa huyết học, tế bào học, huyết thanh học, nhóm máu, miễn dịch học và truyền máu. Cái này các bạn sẽ được học chi tiết và giới thiệu ban đầu thông qua bộ môn sinh lý các bạn học ở năm 2 ha. Và khi các bạn lên đến 5 năm các bạn sẽ đi bộ môn chỉ máu huyết học, thì sẽ nói rõ hơn cái xét nghiệm này ha. Thì trong cái nội dung của cái học phần hóa sinh lâm sàng chúng ta sẽ không đi quá sâu vào phần này ha. Rồi, cái này là cái chính của cái học phần này của chúng ta, đó chính là về cái hóa sinh. Thì nó sẽ bắt đầu định lượng các sản phẩm chuyển hóa, thì tùy thuộc theo là vùng cơ quan cũng như là các bệnh lý và cái cơ chế sinh lý bệnh nó diễn tiến như thế nào, và nó sẽ quyết định nó sẽ định lượng cái gì, và nó phụ thuộc rất nhiều vào cái mẫu bệnh phẩm chúng ta thu thập được. Ví dụ trong máu ta có thể định lượng acid uric, albumin, AFB, ALT, LST này nọ, tới nước tiểu ta có thể tổng hết nước tiểu, hoặc là định lượng một số chất liên quan tới quá trình sinh lý bệnh một số bệnh, và tương tự như vậy trong các loại bệnh phẩm khác. Rồi, đối với mà cái câu hỏi mà thường gặp á, cái câu hỏi là thường gặp mà đối với các bạn mà mới đi lâm sàng á, hoặc là thậm chí là sau này các bạn vừa ra trường luôn, thì á, ở đây tôi đưa lên 3 cái khía cạnh mà tôi muốn các bạn cần phải cân nhắc. Đó chính là gì? Đó chính là
cái lý do các bạn thực hiện cái xét nghiệm là gì. Bởi vì theo chúng ta đặc biết á, thì hiện tại nếu như mà nói về cái số lượng xét nghiệm á, thì nó rất là nhiều, nó thể lên tới vài trăm xét nghiệm có thể kê cho bệnh nhân thực hiện. Tuy nhiên trong đó chỉ có một số ít nó phù hợp với cái tình trạng hiện tại của bệnh nhân mà thôi. Và chúng ta là một người bác sĩ, chúng ta cần phải xác định được cái lý do mình lựa chọn đó nhằm phục vụ mục đích nào có lợi cho bệnh nhân. Cái điều này nó vô cùng quan trọng trong bối cảnh hiện nay của nền y tế Việt Nam. Các bạn được biết được rằng đó chính là chúng ta đang là có một cái nền y tế là bảo hiểm toàn dân. Do đó một cái xét nghiệm đưa ra bắt buộc phải phù hợp với tình trạng của bệnh nhân và chẩn đoán thời điểm đó của bệnh nhân. Nếu như các bạn đưa ra một xét nghiệm mà nó không phù hợp, các bạn sẽ bị xuất toán bảo hiểm y tế. Và như vậy là sao? Các bạn sẽ bị phạt trên cái phần tiền mà các bạn đã yêu cầu bệnh nhân phải chi trả cho việc xét nghiệm đó. Do đó, cái câu hỏi đầu tiên mà các bạn cần phải có khi các bạn bắt tay vào đưa ra một chỉ định lâm sàng đó là lý do phải thực hiện đó là gì? Cái thứ hai, sau khi các bạn đã tiến hành lượt qua một lượt tất cả các cận lâm sàng, các bạn mong muốn có kết quả để các bạn có thể có thông tin từ bệnh nhân và từ đó đưa ra cái chẩn đoán phù hợp để mà có thể xử trí một cách phù hợp, thì lúc này các bạn sẽ bắt đầu thực hiện các thứ tự ưu tiên. Và các bạn sẽ hỏi câu gì? Là tôi có cần thực hiện tất cả các xét nghiệm nêu trên hay không? Bởi vì sao? Bởi vì các bạn phải đánh giá bệnh nhân một cách tổng quát, một cách tổng thể nhất. Tuy nhiên có những cái cận lâm sàng nó ưu tiên về là tính cấp bách, nghĩa là các bạn cần phải có ngay để mà đưa ra chẩn đoán để xử trí cho bệnh nhân một cách kịp thời. Có những cận lâm sàng nó mang tính chất là thăm dò, có thể thực hiện sau nhằm mục đích là các bạn có thể quản lý bệnh nhân tốt hơn. Tuy nhiên trong thời điểm này nó không cần phải mức độ ưu tiên lên hàng đầu, nó có thể thực hiện ở giai đoạn 2, giai đoạn 3. Do đó cái câu này đưa ra để là gì? Để cho các bạn thấy là thứ nhất là bạn có ưu tiên về mặt thời gian, thứ hai ưu tiên về mặt kinh phí, và thứ ba là ưu tiên về mặt ý nghĩa lợi ích của các cận lâm sàng các bạn đã đưa ra. Ở đây tôi không nói rằng các cận lâm sàng đó nó không có ý nghĩa, tuy nhiên trong cái một cái thời điểm nhất định thì cái ý nghĩa của nó nằm ở mức độ nào và cần phân cấp độ bao nhiêu, thì cái đó là tùy thuộc vào thứ nhất là cái khả năng lâm sàng các bạn, và thứ hai là tùy thuộc vào cái khả năng nhìn nhận tình huống các bạn. Và cái thứ ba đó chính là gì? Khi mình kê một cái cận lâm sàng cho bệnh nhân thực hiện, mình phải có mong đợi tùy từ kết quả đó. Tôi lấy ví dụ, các bạn thấy một bệnh nhân đang có một cái triệu chứng nhiễm trùng rất là rầm rộ, các bạn muốn cho bệnh nhân thực hiện một công thức máu để các bạn xem xét coi là bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng hay không, có gợi ý tình trạng nhiễm trùng hay không. Thì như vậy, cái bạn cho làm công thức máu để làm gì? Để bạn coi số lượng bạch cầu của bệnh nhân như thế nào. Tương tự như vậy, bệnh nhân, bạn khám bệnh nhân, bạn thấy bệnh nhân có da xanh niêm nhạc, bạn nghi ngờ bệnh nhân thiếu máu, bạn cho làm một cái công thức máu. Trong đó sẽ coi số lượng bạch cầu, hemoglobin, HCT, để từ đó nó củng cố chẩn đoán các bạn là bệnh nhân có thiếu máu hay không, và đồng thời giúp các bạn luôn phân độ mức độ thiếu máu của bệnh nhân. Ha, đó là về phần mong đợi kết quả cận lâm sàng mà các bạn đề nghị. Bạn nằm mở mic đó, các bạn tắt mic nha em. Rồi, và cái thứ ba nữa là gì? Đó chính là hướng xử lý tiếp theo. Thì từ cái cận lâm sàng ban đầu, ví dụ như là bạn thấy là bệnh nhân, ví dụ như bệnh nhân thiếu máu đi, bạn thấy là bệnh nhân thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc, bạn nghi ngờ bệnh nhân có thiếu máu thiếu sắc hay không, bạn sẽ tiếp tục cho thêm các cận lâm sàng về sắc huyết thanh, về ferritin. Cho nên ngay từ ban đầu công thức máu là các bạn cần, bạn cần ưu tiên thực hiện ngay. Tuy nhiên sắc huyết thanh và ferritin nó sẽ là xét nghiệm đi sau, nó không phải xét nghiệm đi đầu. Từ cái gợi ý ban đầu của các bạn, đó là từ những cái tình huống lâm sàng mà bạn đưa ra, và mà chúng ta sẽ đi vào từng cái cụ thể, mình sẽ nói một cách cụ thể hơn ha. Và ba cái này là giống như là ba cái hướng dẫn cơ bản mà các bạn nên ghi nhớ trước khi các bạn thực hiện bất kỳ một cái yêu cầu về y lệnh về cận lâm sàng. Rồi chúng ta sẽ đầu tiên là nhắc lại một chút xíu về tổng quan bệnh lý mạch vành cấp. Do môn chúng ta là học ở đầu năm, cho nên các bạn có thể là chưa học qua môn triệu chứng nội hay là bệnh học nội. Do đó là tôi sẽ đi sơ khởi đầu chút xíu, mặc dù là trong sách quá trình lâm sàng đã có ghi cái phần này rất là kỹ rồi, nhưng mà tôi sẽ tóm tắt được một số ý chính ha. Tại vì các bạn đã học qua hết cuốn quá trình lâm sàng của Minh Sạc Phân Tử trong hai buổi học trước rồi ha, nên tôi sẽ không đi quá sâu, tôi sẽ nói một số ý chính để tiến vào bài học mà thôi. Đầu tiên á, thì cái biểu hiện của một bệnh nhân mà có hội chứng vành cấp, đó chính là bệnh nhân có đau ngực cấp, đau thắt ngực cấp. Thì các bạn được học ở bên bộ môn skill lab hoặc là bộ môn khám lâm sàng, các bạn sẽ biết cách là khai thác bệnh sử để mà hỏi bệnh nhân về bảy tính chất đau ngực như thế nào, gồm có là yếu tố khởi phát, thời gian, hướng lan, yếu tố tăng giảm, tính chất đau, vân vân này nọ, cường độ. Sau khi bạn hỏi đó xong, các bạn thấy được rằng là các tính chất này nó gợi ý của một cái đặc trưng của hội chứng động mạch vành cấp.
thì chúng ta sẽ tiến hành các cận lâm sàng để ta khẳng định được rằng chia cho bệnh nhân làm hai trường hợp. Trường thứ nhất là các cận lâm sàng ủng hộ chẩn đoán của bệnh nhân rằng là nhồi máu cơ tim có cấp ST trở lên, và một cái nhóm còn lại đó chính là các triệu chứng cộng với cận lâm sàng cho ra bệnh nhân là có hội chứng động mạch cấp không ST trở lên, và từ đó chia làm hai nhóm nhỏ hơn là đau ngực không ổn định và nhồi máu cơ tim không ST trở lên. Và tất cả các điều này phân biệt nhau nhờ cái gì? Tôi nhắc lại là nhờ vào các kết quả cận lâm sàng. Chúng ta khai thác bệnh sử và thăm khám hỏi bệnh bệnh nhân, chúng ta chỉ có thể biết được bệnh nhân có hội chứng động mạch vành cấp mà thôi. Chúng ta không thể nào phân biệt được ở các nhóm dưới nếu như không có sự hỗ trợ của cận lâm sàng. Và hiện nay thì cận lâm sàng nó sẽ quyết định lên từ 70-80% quyết định lâm sàng của chúng ta. Do đó là cái này là cái nhu cầu thiết yếu mà các bạn cần phải biết sử dụng kết quả cận lâm sàng cũng như là đề nghị cận lâm sàng một cách chính xác. Thì theo như chẩn đoán ha, chẩn đoán thì cái định nghĩa nhồi máu cơ tim cấp là gì thì các bạn sẽ được ghi rất rõ ở bên trong cái cuốn hóa sinh lâm sàng rồi ha. Thì nó sẽ gồm có thứ nhất là phải yêu cầu đầu tiên là bệnh nhân phải đạt ít nhất một cái marker về men tim, có thể là troponin Y hoặc là troponin T có cái nồng độ vượt quá bách phân vị thứ 99 kèm theo một trong năm tiêu chí đề cập ở phía dưới. Như vậy từ cái định nghĩa của tiêu chuẩn chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp này, chúng ta thấy là gì? Đó là đưa lên cái vai trò hàng đầu của dấu ấn sinh học của men tim ha. Chúng ta bắt buộc phải có một lần troponin Y, troponin T vượt bách phân vị 99 cộng với một trong năm tiêu chí ở phía bên dưới. Một đó chính là triệu chứng nhồi máu cơ tim. Thứ hai là có sự thay đổi về tổng hợp của OCG. Thứ ba là xuất hiện sóng quy hoại tử. Thứ tư là có hình ảnh của tình trạng là mất động của tâm thất, hoặc là có tình trạng mà có hình ảnh gợi ý nhồi máu cơ tim ở trên siêu âm. Và cái cuối cùng đó chính là khi chúng ta có hình ảnh về có thể là tử thiết hoặc là chụp động mạch vành hay có hiện tượng tắc nghẽn. Như vậy từ năm cái này là năm cái yếu tố có thể có hoặc không cũng được. Tuy nhiên nhắc lại một lần nữa, chúng ta bắt buộc phải có được là bằng chứng của cái mặt cơ mang tim vượt bách phân vị thứ 99. Thì trong cái bài mà phát sinh lâm sàng của cái mà mặt cơ về bệnh lý mang tim á, thì các bạn sẽ được giới thiệu qua rất nhiều mặt cơ và cũng như là cái lịch sử phát triển của nó. Thì á, đó đã trước đây chúng ta thường sử dụng là CKMB, nhưng CKMB thì nó sẽ không nhạy trong việc chẩn đoán sớm và cũng như là theo dõi giai đoạn muộn. Thì sau này người ta tìm ra được cái một cái đặc hiệu hơn cho cái cơ tim, đó là troponin Y và troponin T. Nó thỏa mãn thứ nhất là chẩn đoán sớm, cái thứ hai nữa nó giúp làm mình theo dõi và cũng như là phát hiện tái nhồi máu. Thì theo lịch sử mà của cái hàng troponin và cũng như là troponin siêu nhạy á, thì trước năm 1211 á, thì các bạn nếu như đọc các bài mà y văn cũ, các bạn sẽ thấy được là gì? Đó chính là cái thời điểm đó các hướng dẫn lâm sàng và thực hành lâm sàng đó là gì? Đó chính là chúng ta sẽ theo dõi bệnh nhân mỗi từ 0 cho tới 6 giờ. Thời điểm đó tại sao thay đổi từ 0 đến 6 giờ? Đó, thứ nhất là do khoa học kỹ thuật nó chưa phát triển, thứ hai là cái công nghệ xét nghiệm của nó chưa được nhanh. Do đó chúng ta có thể tiếp cận bệnh nhân ở một cái khoảng thời gian là rất là lâu, từ đó ảnh hưởng tới khả năng quyết định điều trị và can thiệp cho bệnh nhân rất là nhiều. Sau tới năm 2011 thì OSC sẽ đã bắt đầu ra cái phác đồ từ 0 giờ tới 3 giờ do sự xuất hiện của các thể hệ xét nghiệm mới là troponin thế hệ thứ tư. Tới năm 2015 thì bắt đầu có định nghĩa của marker siêu nhạy gọi là troponin thế hệ thứ năm, và từ đây bắt đầu người ta gợi ý một cái phác đồ là 0 giờ 1 giờ, tức có nghĩa là ngay tại thời điểm bệnh nhân nhập viện chúng ta tiến hành xét nghiệm, sau đó đúng 1 giờ chúng ta tiến hành xét nghiệm nữa. Như vậy cái thời gian tổng quản lý bệnh nhân chúng ta sẽ trong vòng là khoảng 60 phút. Và điều này nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi để chúng ta tiến hành các can thiệp về điều trị, ví dụ như là nâng mạch vành v.v. ha. Và cái này là do sự xuất hiện của thế hệ xét nghiệm thứ năm. Và tới năm 2019 thì các phác đồ 0 giờ, 1 giờ, run in, run out dựa vào HS troponin Y và T được rộng rãi trên thế giới và áp dụng hiện nay trên hàng lâm sàng. Tại sao tôi đã đưa cái vấn đề này ra ở đây? Để mà cái gì? Bởi vì ngành y chúng ta là thường có là sử dụng các tài liệu. Thì nếu như các bạn vô tình sử dụng một cái tài liệu nào đó mà nó có hơi lâu đời một xíu, cách đây khoảng 5 năm, 7 năm về trước, các bạn có thể không thấy được phác đồ 0 giờ, 1 giờ. Thì các bạn cũng đừng nên băn khoăn. Bởi vì sao? Bởi vì là cái này nó mang tính chất là lũy kế theo thời gian và nó có sự tích lũy kinh nghiệm dần theo thời gian ha. Do đó cái việc chúng ta tham khảo một tài liệu y văn trước đó nó có thể không đề cập những gì hiện tại. Và những gì trong tình huống này tôi
cũng nhắc nhắc nhở các bạn luôn, đấy là gì, những gì các bạn được học ngày hôm nay tại thời điểm này nó chỉ có thể đúng trong ngày hôm nay thôi, có thể là ngày mai người ta ra một cập nhật các đồ mới thì cái ngày hôm nay ta học các không hồ đúng rồi. Từ đó mới nêu cho các bạn một điều là gì, các bạn cần phải có một cái tinh thần, đó chính là tự cập nhật kiến thức và tự học. Thì cái sự khác biệt giữa cái trung linh truyền thống với lại trung linh siêu nhạy nằm ở chỗ nào, đó chính là về cái nằm cái chỗ đó là phân biệt giữa các dạng khác nhau. Ví dụ như cái thằng trung linh truyền thống đi, các bạn thấy phần là pathological, cái là phần bệnh đó, thì nó tức là hẹp, nó không có rộng và nó sẽ không phân biệt được cái tình trạng là giữa người bình thường và người thật sự bị bệnh. Trong khi đó cái loại mà siêu nhạy thì do nó đẩy lên được tới mức phân biệt thứ 99 rồi, do đó là nó sẽ loại trừ rất là tốt giữa cái tình huống là người thật sự bị bệnh với lại thành người không mang một yếu tố nguy cơ bất thường nào mà những tính biểu bệnh ha. Đó chính là ý nghĩa của hoàng trung niên siêu nhạy với lại trung niên thường, đó chính là về khả năng phân biệt các dạng bệnh lý khác nhau. Thì theo như tiếp cận của một bệnh nhân mà có một hội chứng thành cấp á, thì các bạn sẽ tiếp cận theo hướng dẫn mà không giờ một giờ, thì nó sẽ hiện thế nào. Đầu tiên là bệnh nhân hiện diện với các bạn với cái triệu chứng lâm sàng, các bạn khám triệu chứng thực thể, các bạn ghi nhận được tình trạng của bệnh nhân. Sau đó các bạn sẽ tiến hành bệnh nhân là đo điện tâm đồ, thứ nhất đây là một xét nghiệm cộng sinh lớn và thứ hai là cho kết quả ngay. Các bạn dựa trên lâm sàng và cũng như là điện tâm đồ và sẽ phân loại bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân có biểu hiện trên bệnh lý điện tâm đồ là có ST trên lên cộng với lại triệu chứng lâm sàng rất rõ ràng, các bạn có thể chẩn đoán ngay bệnh nhân là nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên. Các bạn không cần thiết phải chờ thêm mang tim. Bởi vì sao? Bởi vì cái này là lúc này yêu cầu đưa ra trong tình huống này. Mặc dù theo chẩn đoán là tôi phải có một lần tổng hợp mang tim được định nhận ý nghĩa. Tuy nhiên, vì lợi ích của bệnh nhân và cũng như là các triệu chứng lâm sàng nó quá rõ, cộng với biểu hiện ECD một cách điển hình, chúng ta vẫn tiến hành thực hiện xét nghiệm. Tuy nhiên chúng ta sẽ không đợi kết quả trả về, chúng ta sẽ tiến hành can thiệp ngay bởi vì thời điểm đó là thời điểm vàng để tiến hành nâng mặt bằng cho bệnh nhân. Từ đó giúp bệnh nhân cải thiện các khả năng sống còn. Ha. Còn trong trường hợp nếu như mà bệnh nhân không có biểu hiện ST trên lên trên điện tâm đồ, lúc này chúng ta cần phải có tiêu chí bắt buộc của thẻ chẩn đoán và mất tim cấp. Đó là gì? Đó chính là biến đổi động của mang tim hoặc là một cái mang tim lớn hơn bắt mạch trên 99 thì ta mới được quyền chẩn đoán bệnh nhân. Ha. Và tùy vào đó kết quả chúng ta sẽ tiến hành là trong nhập viện, xuất viện hoặc là theo dõi thêm. Rồi, đây là cái ca lâm sàng đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn. Ha. Thì mà đây là một bệnh nhân nam 59 tuổi. Ha, nhập viện với triệu chứng nặng ngực, tả mồ hôi trong vòng 2 giờ, tiền căng là có đái tháo đường, tăng huyết máu và tăng huyết áp. Huyết áp tâm thu của bệnh nhân là 182, tâm trương là 107, nhịp tim là 95, nhịp thở là 20, nhiệt độ đo được là 36,1 độ C, độ bão hòa oxy là 97% và thang điện Glasgow là 15. Ha, thì các bạn sẽ tiến hành suy nghĩ xem đối với một cái bệnh nhân thế này, các bạn sẽ tiến hành đề nghị đầu tiên là chẩn đoán là như thế nào, ha, chẩn đoán như thế nào, nghi ngờ bệnh nhân mắc những bệnh lý gì, và từ đó các bạn thử lập luận suy nghĩ xem là mình sẽ đề nghị cận lâm sàng nào cho bệnh nhân, ha. Thì trong lúc các bạn vừa suy nghĩ thì tôi sẽ tiến hành điểm danh các bạn, ha. Thì chúng ta sẽ tiến hành ba lần điểm danh trong buổi ngày hôm nay. Rồi các bạn bắt đầu tiến hành điểm danh nha các bạn. Điểm đó là tất cả các lớp cùng điểm danh. Tất cả các lớp điểm danh cùng lúc nha các bạn nha. Chứ không phải là chỉ lớp A thôi nha. Tất cả các lớp, tất cả các đối tượng dùng mã QR code đang được share trên màn hình điểm danh nha. Tôi sẽ chờ các bạn khoảng là từ 3 phút đổ lại để mà cho các bạn điểm danh. Để một cách hoàn tất nhất có thể. Trong thời điểm đó bạn nào điểm danh xong rồi thì quay lại suy nghĩ về tình huống lâm sàng mà đã được vừa đề cập lên, ha, nhắc lại ha. Thứ nhất, tất cả các lớp tiến hành điểm danh theo mã QR code đang hiện trên màn hình. Tôi xin nhắc một tí xíu là cái phần điểm danh đó, nó có thiết kế lại một tí xíu để cho nó thích hợp với lại cái việc học. Có nghĩa là bình thường là mình sẽ có 7 cái thẻ, mỗi lớp sẽ điểm danh riêng. Tuy nhiên như vậy thì nó sẽ rất tốn thời gian. Vì thế là tụi tôi sẽ tạo một cái thẻ và cho một cái lớp, ý là cái lớp mà nó hiện trên đó thật ra không quan trọng, tụi em cứ điểm danh và quét được.
Chỉ có điều là sau khi điểm danh xong thì em không có đổi cái những cái người mà không trong cái lớp đó họ sẽ không có đổi thành cái dấu tích xanh được. Nhưng mà khi em quét thì nó vẫn báo là điểm danh thành công lúc mấy giờ đó. Em có thể chụp lại cái màn hình đó. Thì em chỉ cần chụp lại cái màn hình đó thôi. Tại vì về tụi tôi sẽ lọc ra. Thì như vậy thì nó sẽ tiết kiệm thời gian của cái buổi học hơn. Chứ một lần mà mỗi lần điểm danh mà chiếu 7 cái thẻ là cũng khoảng 10, 15 phút. Rồi 3 lần như vậy là hết 45 phút rồi. Nên là quyết định là cứ để một cái thẻ cho tụi em quét. Tất cả nó sẽ đổ về hệ thống. Rất là lộn xộn tất cả các lớp, tất cả các đối tượng luôn. Tụi em quét 2 lần trong cùng một cái thẻ nó vẫn ghi nhận nha. Em có là em quét rồi, một lát em quét nữa nó vẫn báo điểm danh. Thì tụi tôi chỉ tính cái lần điểm danh sau cùng thôi. Có nghĩa là trong một lần đó em có quét 3-4 lần gì đó thì tụi tôi cũng chỉ lọc ra và lấy một cái thôi. Nhưng mà tụi em đừng quét nhiều, nó cũng vậy à. Chỉ cần quét và chụp được cái màn hình là đã điểm danh thành công. Không cần phải cái thẻ điểm danh trong lớp của mọi người phải chuyển xanh nữa. Tại vì làm như vậy nó sẽ mất thời gian cho giảng viên. Nên tụi tôi sẽ làm cách này cho nó tiết kiệm thời gian hơn. Rồi các bạn, cho các bạn thêm 2 phút nữa các bạn tiến hành là quét mã QR code nha các bạn. Không sao em, nhưng mà khi em đưa QR code lên điểm danh em vẫn điểm danh được đúng không? Nó báo em điểm danh thành công đúng không? Dạ không, nó ghi là sai mã QR hoặc là mã đã hết hạn. Em không có cần bấm vô cái thẻ đó, em bấm vô cái phần điểm danh để nó hiện ra cái màn hình đó em. Rồi em quét cái QR code thôi. Dạ, thầy ơi, nhanh luôn thầy ơi. Hello, sao em? Số điểm nhanh thầy. Nó báo cái gì vậy em? Nó báo là không nhận mã. Quét không nhận mã hoài thầy. Nhưng mà em là lớp lớp gì? Em lớp gì vậy em? Lớp B. Đúng rồi em. Đúng rồi. Đúng rồi em. Thứ nhất nè, mấy bạn vào phần điểm danh. Mấy bạn nghe tôi hướng dẫn nè, mấy bạn vào phần điểm danh, mấy bạn không cần phải chọn một cái thẻ nào nó xuất hiện trong đó. Các cái thẻ xuất hiện trong đó có thể là những thẻ cũ ngày 17 tháng 12 cũng được. Hoặc là đặc biệt là những bạn lớp A thì sẽ thấy được cái thẻ ngày hôm nay thì vì tôi tạo đỡ trên lớp A thôi. Nhưng mà mấy bạn ở dưới cuối màn hình là có cái nút điểm danh đúng không? Nó là không cần chọn thẻ nào hết, chọn vô cái nút điểm danh thì nó sẽ xuất hiện ra cái camera để quét. Thì mấy bạn đưa cái camera lên quét bình thường thì nó sẽ báo là dưới cái hình đó nó sẽ báo là đã điểm danh thành công lúc 7:26:01 số 575, nghĩa là tôi là người điểm danh thứ 575 trong ngày hôm nay. Nghĩa là và như vậy về tụi tôi sẽ lọc lại. Còn bạn nào mà không tiếp cận được với cái camera hoặc là có bất kỳ gì thì chụp màn hình báo lại. Chứ thật ra là cái này đã set rất là nhiều rồi. Chỉ có bây giờ là để tiết kiệm thời gian là nó sẽ đổ chung về một hồ chứ nó không đổ chung về từng lớp. Tại vì có để từng lớp thì những bạn lớp B, lớp C cũng cứ quét vô cái lớp A thôi. Nên là bây giờ cứ để quét chung như vậy hết. Rồi á hả, tụi tôi sẽ dùng hàm để lọc nó ra sao. Ở bên bây giờ bên phòng số 1 nè, các bạn điểm danh được hết không? Các bạn mà không phải lớp A nha, bây giờ tôi nói những bạn ở lớp B, lớp C, lớp D có điểm hoặc là dược hoặc là học lại. Các em giơ cái camera lên nó vẫn báo là cái hàng chữ nhỏ nhỏ bên dưới là đã điểm danh thành công lúc mấy giờ đúng không các em? Dạ đúng rồi. Rồi. Các bạn lớp B, lớp C khác vẫn điểm danh được. Rồi. Phòng số 2, bạn có một bạn đang hỏi gì đó em? À em ơi, cái phần báo là ở bên Microsoft Teams tôi không biết là tại sao có một bài học viên bị giới hạn cái chức năng mà chat nữa. Cái đó là bên cái luật, bên cái phần của Microsoft Teams chứ bộ môn thì không có chủ động khóa hoặc là deactivate bất kỳ cái tài khoản nào cả nha em. Em có thể liên hệ, em có thể lên trang web của trường để có được số điện thoại của phòng công nghệ thông tin
và em phòng công nghệ thông tin của trường mình á, rồi em alo cho mấy anh chị trong phòng công nghệ thông tin nói rằng là em tài khoản MS Teams của em không thể chat được hay là vấn đề gì đó, nói chung là các vấn đề về phần tài khoản MS Teams. Em có thể lên trang web của trường tìm số điện thoại của phòng công nghệ thông tin, họ có số điện thoại riêng á, thì hình như là lúc nào cũng có người trực cả. Em alo và sẽ ba ý là em có vấn đề gì về cái phần sử dụng MS Teams không, không có chức năng nào, mất cái lịch, có những bạn thì không có cái calendar, hoặc là có những người thì không chat được, thì tất cả những cái đó em liên hệ thì họ sẽ mở hoặc là họ sẽ khắc phục gì đó. Tại vì cái phần bên đó thì bộ môn thứ nhất là bộ môn nhắc lại là không có deactivate tài khoản của ai cả, cái phần đó có thể là lỗi kỹ thuật, nó thuộc về phần công nghệ thông tin, nên tụi em chủ động liên hệ với phòng công nghệ thông tin để khắc phục những cái đó cho tụi em nha. Rồi rồi, chắc là mình sẽ kết thúc phần điểm danh lần 1 ở đây nha các em. Mình sẽ còn 2 lần kiểm điểm danh nữa, thì chúng ta đừng có quan tâm, tôi nhắc là đừng có quan tâm cái lớp hiện trên đó, cứ tới lần điểm danh là mình sẽ điểm danh hết. Cẩn thận thì mình chụp lại cái màn hình là mình đã điểm danh thành công lúc mấy giờ là được rồi, không cần cái thẻ nó phải chuyển xanh. Tôi nhắc lại là không cần cái thẻ phải chuyển xanh, vì khi em đã quét thành công chắc chắn tín hiệu em đã được nhận ở hệ thống máy chủ, và tụi tôi sẽ dùng hàm để lọc ra, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian để giảng viên không phải mất 45 phút một ngày cho việc điểm danh. Vì mỗi lần điểm danh như vậy mình nãy giờ mình cũng đó hết 5 phút rồi đó, thì 3 lần thì cũng chỉ tầm khoảng 15 phút thôi. Vậy ha các em, bây giờ mình sẽ chắc là bác sĩ Thịnh sẽ tiếp tục. Còn những em nào không quét được em comment lên chat thì sẽ rồi để tụi tôi làm cái bằng chứng, nhưng mà tụi em phải coi lại thiết bị của mình nha. Tất cả các bạn bên phòng 1, mấy bạn điểm danh vẫn rất là đạt ổn nha các em. Rồi. Có ban cán sự đó không em? Nếu như bạn nào mà bây giờ không có tham gia thực hiện được, thôi ngày hôm nay các bạn liên hệ ban cán sự ghi lại, nhận lại giúp tôi là có bao nhiêu bạn bị tình huống như vậy ha. Sau đó tôi sẽ xem xét, tôi gửi lại cho bộ môn ha. Rồi, nói chung là tụi em phải chuẩn bị cái phần đó nha. Rồi thôi bây giờ mình bắt đầu đi Thịnh, chứ không kịp đâu. Em ơi, cái ngày nó không quan trọng, em hiểu không? Em vô phần điểm danh, cuối cái màn hình có cái chữ điểm danh, em bấm vô đó nó sẽ xuất hiện ra cái màn hình camera được không? Rồi em quét cái QR code đang hiện trên màn hình thầy Thịnh, thì ngay bên dưới cái nó không có chuyển động gì hết, nó khi em quét ra thì nó sẽ xuất hiện một dòng chữ rất nhỏ bên dưới là đã điểm danh thành công lúc mấy giờ chấm hết. Không có vô cái thẻ, không có nhấp vô cái thẻ, bây giờ cái thẻ không quan trọng nữa. Em không đau áp về, chưa đau áp về thì bây giờ cái phần điểm danh của em hôm nay không được tính là đúng rồi em. Bộ môn đã triển khai và đã thông báo rất nhiều rồi. Thầy ơi, thầy điểm danh thành công rồi, có gửi lên... Không cần em, em cứ chụp em gửi để đó, tụi tôi sẽ thống kê lại khi mà... Nếu mà sau này tụi tôi công bố là ví dụ như hôm nay em đã điểm danh đủ 3 lần và tụi tôi công bố là em vắng ngày hôm nay, thì tụi em sẽ dùng những cái hình đó để tụi em khiếu kiện hay cái gì đó. Bây giờ không cần phải gửi lên khung chat của lớp, được không? Mình chỉ cần chụp và mình giữ lại đó thôi, để làm bằng chứng cho bản thân mình thôi, của ai người đó giữ, không cần phải up lên. Rồi, được chưa? Còn bạn nào nói mà bạn nó chưa đao app, không nhớ tên app là gì á, thì em không điểm danh ngày hôm nay là cũng là hợp lý luôn rồi. Vì bộ môn đã thông báo từ đầu và đã miễn điểm danh cho tụi em 2 buổi rồi, không thể nào tụi em nói là bây giờ tụi em không biết cái tên app là gì để đao về để điểm danh là không được. Em không điểm danh được ngày hôm nay là cũng hợp lý. Đi tức lại mấy cái chuyện đó đáng lẽ là phải nghe từ đầu chứ. Rồi thôi Thịnh bắt đầu tiếp đi Thịnh. Dừng điểm danh đi Thịnh, anh bấm dừng điểm danh đi. Anh không điểm danh được đáng chịu, mệt quá, giải thích bao nhiêu lần rồi. Rồi ha, thì quay lại với lại cái tình huống lâm sàng của mình ha. Thầy ơi, con nãy giờ con bị lắc đó thầy, con không có cái màn hình xe lên, con có chụp hình con thầy cô rồi đó, không có cái ảnh nó xe lên. Phần của em sẽ giải quyết sau nha em, bây giờ bác sĩ Thịnh sẽ giải tiếp rồi em. Rồi. Thì đối với cái tình huống lâm sàng này á, thì các bạn thấy là cái gì? Nó chính là một cái bệnh nhân nam ha, có triệu chứng của đau nặng ngực vã mồ hôi trong 2 giờ, có những cái tiền căn của gợi ý rất phát triển rất khung bệnh lý mạch vành ha, tại đáy áo đường tăng áp tăng lipid máu. Khi nhập viện vào đo dấu hiệu sinh tồn, các bạn thấy được một chuyện, đó chính là cái huyết áp của bệnh nhân tăng cao.
là gồm có là huyết áp tâm thu là 182, huyết áp tâm thương 107 ha. Như vậy thì mình thấy được chuyện gì, đó chính là bệnh nhân có một cái triệu chứng là tăng huyết áp ha. Và tăng huyết áp này là tăng huyết áp rất cao ha, mặc dù mình chưa biết cái nền huyết áp bệnh nhân là bao nhiêu, nhưng mà huyết áp của bệnh nhân mà trên 108 tức là bệnh nhân đang có tăng huyết áp. Và tăng huyết áp này có triệu chứng, tức là mình sẽ là vô tăng huyết áp dạng tối khẩn ha, bởi vì triệu chứng này nó thể hiện ở bệnh lý tim mạch có nguy cơ phát triển bệnh lý vành cấp. Như vậy mình có thể nhận định bệnh nhân này đang ở trong tình trạng là gì, đó chính là bệnh nhân có thể có hội chứng vành cấp mà đang có tình trạng là tăng huyết áp một cách là khẩn cấp ha. Rồi cái thứ hai nữa là cái gì, đó chính là khi mà mình sẽ thấy nhịp tim bệnh nhân là cũng tương đối là nhanh, là khoảng 95 lần, mặc dù nó chưa vượt 100 nhưng mà nó cũng tương đối là nhanh một chút xíu. Hai, nhịp thở, nhịp độ bệnh nhân vẫn đang trong bình thường, độ bão hòa oxy vẫn đang ổn định và bệnh nhân vẫn hoàn toàn là tỉnh táo. Như vậy dựa vào các ban đầu chúng ta nghi ngờ ngay bệnh nhân có thể có một hội chứng vành cấp. Để mà có bệnh nhân vành cấp như vậy để đưa ra cái chẩn đoán thì chúng ta sẽ có yêu cầu các cận lâm sàng ban đầu. Thì đây là các cận lâm sàng mà đã có lúc trước tôi khi mà ta còn học giảng đường, ta còn tập trung á, thì tôi có đề nghị cho các bạn sinh viên ở tại lớp đề nghị các cận lâm sàng. Thì đây là các đề nghị cận lâm sàng của một số bạn sinh viên đã đề nghị lên ha. Thì ở đây tôi có đánh dấu ba loại mẫu khác nhau thì nó sẽ dựa theo là ba mức độ ưu tiên khác nhau ha. Các bạn thấy rõ ràng đó là gì, đó chính là các bạn sẽ ưu tiên ngay khi các bạn nghĩ tới bệnh nhân có hội chứng vành cấp, các bạn sẽ muốn câu có câu trả lời là có hay không có hội chứng vành cấp, đúng chưa? Như vậy cái câu để mà giúp các bạn trả lời có hay không có trên các triệu chứng của bệnh sĩ các bạn đã hỏi, các bạn sẽ tiến hành ngay hai xét nghiệm màu đỏ. Đó chính là gì? Một cái xét nghiệm ngay lập tức ngay phòng cấp cứu, đó là điện tâm đồ. Như tôi đã có cái sơ đồ tiếp cận hồi nãy, khi mà cái điện tâm đồ mà các bạn có được như vậy, các bạn sẽ có được cái chuyện gì? Các bạn sẽ phân biệt được là bệnh nhân này có ST trên lên hay không ST trên lên. Đồng ý không? Khi mà các bạn có bệnh nhân ST trên lên cộng với lại chứng lâm sàng, mình hãy chẩn đoán ngay là nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên để các bạn có thể tiến hành can thiệp cho bệnh nhân ngay lập tức. Và trong thời gian mà can thiệp đó, các bạn hãy chờ cái quả men tim trả về để mà bệnh nhân được trong cái thời gian vàng tiến hành can thiệp mạch vành. Rồi đồng thời điểm đó các bạn sẽ tiến hành luôn theo tiêu chí chẩn đoán là phải tiến hành là mạch cơ của men tim, là gồm có là HS-T hoặc là HS-Y, tùy thuộc theo cái cơ sở y tế các bạn đang áp dụng hệ thống xét nghiệm nào. Ở đây tôi có T hoặc Y, mặc dù trong bài học chúng ta chỉ có cái bảng T thôi, nhưng thực tế ra là tùy theo cái lâm sàng chúng ta sẽ có là T hoặc là Y ha. Các bạn nên nhớ là tùy thuộc vào rất nhiều vào cái cơ sở thành lâm sàng các bạn. Như vậy cái màu đỏ ở đây là gì? Là tính cấp thiết bắt buộc phải có ngay tại thời điểm đó để các bạn khẳng định chẩn đoán của các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ có các màu xanh lá cây. Xanh lá cây nghĩa là gì? Các bạn khi mà tặng đề nghị, các bạn nghĩ tới chuyện gì? Đầu tiên các bạn có bệnh nhân là mắc hội chứng vành cấp, thì đầu tiên các bạn sẽ nghĩ ngay chuyện gì? Là bạn sẽ phải dùng ngay là thuốc chống đông. Thuốc chống đông nó có thể là aspirin hoặc là lopinavir. Như vậy một trong những yếu tố chỉ định của thuốc chống đông là gì? Là bệnh nhân sẽ không có nguy cơ bị tán huyết. Một nguy cơ bị tán huyết là một cách biểu hiện một cách sơ hở nhất, đó là gì? Thuốc chống kết cặp tiểu cầu mà ta sẽ đo số lượng tiểu cầu. Như vậy cái tổng phân tích tế bào máu ngoại bi bằng laser nó sẽ cung cấp cho chúng ta thông tin về số lượng tiểu cầu. Tùy thuộc theo số lượng tiểu cầu là bao nhiêu mà quyết định là cho bệnh nhân sử dụng thuốc chống đông như thế nào, liều lượng như thế nào và có cần phải lưu ý gì hay không. Đó là giá trị của tổng phân tích tế bào máu ngoại bi bằng laser trong tình huống lâm sàng này. Tôi chỉ nói là trong tình huống này nó mang cái trị liệu thôi, còn những tình huống khác nó có thể mang cái ý nghĩa khác, nhưng trong tình huống này là tôi sẽ quan tâm rất nhiều về số lượng tiểu cầu. Được chưa? Thứ hai nữa đó chính là về AST, ALT, creatinine, bilirubin, gluco máu và HB1C. Cái này là có nghĩa vụ là gì? Chúng ta sẽ đi từng cái ha. AST, ALT là để đo cái men gan, để đánh giá sơ khởi nhất về hoạt động chức năng của gan như thế nào. Bởi vì khi bệnh nhân mà có tình trạng là rối loạn huyết động học thì bệnh nhân có khả năng là bị tổn thương ở nhiều cơ quan khác chứ không phải đơn thuần là tim. Cho bệnh nhân sử dụng thuốc, chúng ta cần phải đảm bảo được điều rằng gì, là các thuốc đa số ta sẽ chuyển hóa qua hai nơi là gan hoặc là thận. Ta cần phải biết được là gan và thận chúng ta đang trong môi trường hoạt động như thế nào để mà chúng ta có thể có thông tin và quyết định điều trị sử dụng thuốc như thế nào là phù hợp ha. Cho đó AST, ALT, creatinine là đừng để đánh giá chức năng gan thận ban đầu để quyết định ảnh hưởng điều trị chúng ta về sau có hay không có ha. Bilirubin cũng là một cái dấu ấn mặt cơ để mà đánh giá về chức năng sinh học của gan ha, tương tự như vậy. Còn về glucomod tĩnh mạch và HB1C, bởi vì sao? Thứ nhất là khi mà chúng ta tiến hành can thiệp thuốc, chúng ta cần phải biết được glucomod tĩnh mạch bệnh nhân, bởi vì đây là xét nghiệm đầu tay để mà chúng ta biết là ta cần có can thiệp dinh dưỡng hay không. Bởi vì biến chứng hạ đường huyết hay biến chứng tăng đường huyết gì nó cũng đều ảnh hưởng thuốc để điều trị sau này ta hết.
Do đó bắt buộc chúng ta phải có lưu máu tim mạch. Mà cái lưu máu tim mạch trong thời điểm này nó còn có vai trò cực kỳ quan trọng hơn nữa. Bởi vì sao? Bệnh nhân có tiền căn đái tháo đường. Và do đó chúng ta cần phải xem coi là cái vấn đề đường huyết của bệnh nhân ngay tại thời điểm nhập viện này nó có là một cái vấn đề cần phải can thiệp ngay tức hay không, và hay là có thể can thiệp về sau ha. Bởi vì sao? Ví dụ như là tôi nói trong tình huống này ha, trong tình huống này nó không ghi rõ, nhưng mà tôi ví dụ cho các bạn, ví dụ như bệnh nhân đang sử dụng metformin điều trị đái tháo đường đi, thì bây giờ bệnh nhân đang vô cơn nhồi máu cơ tim cấp, các bạn có thể cân nhắc xem là với cái đường huyết như vậy, với cái khả năng kiểm soát đường huyết đánh giá qua HB1C, HB1C là gì, nhắc lại ha, đó chính là cái đường huyết trung bình ha, trong vòng khoảng từ 2 tới 3 tháng trước của bệnh nhân. Như vậy nó sẽ cung cấp thông tin cho các bạn để các bạn biết được bạn nên xử trí và điều trị cho bệnh nhân như thế nào ha. Và cái điều này nó sẽ cho các bạn được là cái xử trí ban đầu phù hợp và cũng như là đánh giá tình trạng của bệnh nhân. Ví dụ như trong tình huống bệnh nhân này, bệnh nhân này bây giờ còn tỉnh, 1-2 tiếng sau bệnh nhân có khả năng bị lơ mơ, hoặc thậm chí là khi các bạn tiến hành can thiệp nông mạch vành cho bệnh nhân, các bạn sẽ phải tiến hành là hôn mê về bệnh nhân, hoặc là chẳng hạn bệnh nhân sẽ không có khả năng uống bằng đường uống. Như vậy trong tình huống này các bạn đánh giá xem đường huyết bệnh nhân như thế nào, ổn hay không. Nếu như trong tình huống dự hậu các bạn cần phải can thiệp điều chỉnh đường huyết, các bạn sẽ ưu tiên thay đổi biện pháp, các bạn sẽ sử dụng insulin một cách tạm thời để các bạn can thiệp cho bệnh nhân trong tình huống đó. Thay cái này chỉ là một cái ví dụ các bạn thôi. Và tương tự như vậy là các bạn lại có ion đồ để mà đánh giá về nồng độ các chất điện giải trong cơ thể. Tại vì sao? Tại vì cái ion đồ này nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều và cũng quyết định với một số thuốc. Ví dụ như một số thuốc lợi tiểu để giảm hạ huyết áp chẳng hạn, nó sẽ làm thay đổi ion đồ. Các bạn không biết ion đồ như thế nào, các bạn cho sử dụng thuốc lợi tiểu để hạ huyết áp đi, các bạn sẽ có nguy cơ đẩy bệnh nhân vào một cái biến chứng khác là biến chứng rối loạn điện giải. Hoặc thậm chí các bạn sẽ sử dụng insulin chẳng hạn, khi tiêm insulin vào thì nồng độ kali máu sẽ giảm. Mà nếu như bệnh nhân đã có nền giảm kali máu sẵn, các bạn sẽ vô tình đẩy bệnh nhân vào một tình huống cấp cứu khác. Do đó cái này nó sẽ quyết định cho bạn thông tin để quyết định xử trí. Còn tổng phân tích nước tiểu 10 thông số nó đóng vai trò là một cái xét nghiệm thường quy mà tiếp cận cho bệnh nhân, có khả năng muốn thực hiện cũng được, còn không thì nó cũng sẽ là một cái cận lâm sàng về sau ha. Đó là ý nghĩa màu xanh lá cây. Ở đây là tôi hướng dẫn cho các bạn làm một cách trực tiếp cụ thể. Trong quá trình tôi nói các bạn không rõ chỗ nào, các bạn cứ việc mở mic lên ha. Ngày hôm nay là tôi đã yêu cầu là sẽ tiến hành là không tắt mic các bạn, sẽ mình những buổi học trước mà cho các bạn hoàn thành mic để các bạn có thể tiện trao đổi với tôi ha. Rồi, và cái cuối cùng đó chính là cái màu xanh dương. Cái màu xanh dương nghĩa là cái gì? Nghĩa là khi mà chúng ta đánh giá cho bệnh nhân và can thiệp bệnh nhân, thí dụ trong tình huống này khi các bạn học điều trị, các bạn sẽ thấy được là gì, các bạn đang cho bệnh nhân sử dụng thuốc chống đông, nghĩa là các bạn không cho bệnh nhân chảy đông máu diễn ra. Thứ hai, các bạn có thể tiến hành tiêu sợi huyết, đó là một phương pháp điều trị của bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Thì các bạn cần phải đánh giá được tình trạng đông máu của bệnh nhân, thì nó sẽ thông qua BT, ABTT và INA để các bạn đánh giá được cái mục tiêu bạn điều trị thuốc kháng đông như vậy là đạt tiêu chuẩn hay chưa. Nếu như các bạn sử dụng quá ít, nó không có giá trị điều trị cho bệnh nhân. Nếu như các bạn sử dụng thuốc quá nhiều, nó sẽ có nguy cơ là gây cho bệnh nhân bị cảnh xuất huyết nội, xuất huyết tiêu hóa vân vân, thì ta sẽ tình trạng vô cùng nguy hiểm. Và các bạn cần có một cái thông số để mà đánh giá hiệu quả chức năng điều trị và quyết định điều trị các bạn. Còn với X quang phổi như thế nào? Một trong những cái biến chứng của nhồi máu cơ tim cấp đó chính là phù phổi cấp. Thì cái X quang phổi trong thời điểm này nó sẽ đánh giá các bạn là gì, là bệnh nhân có nguy cơ hoặc đã bước vào cái biến chứng phù phổi cấp hay chưa ha. Và cái cuối cùng là siêu âm tim. Thì siêu âm tim nó vừa đóng hai vai trò, một là theo dõi các biến chứng nhồi máu cơ tim cấp, thí dụ như là bị thủng van liên thất hoặc là bị hở van hai lá cấp chẳng hạn, do nhồi máu cơ tim cấp chẳng hạn vân vân, hoặc là bị bất rối loạn vận động bùng thì những cái thông tin này, một là nó giúp vai trò là chẩn đoán xác định, giúp mình gợi ý cho xác định trong các tiêu chí chẩn đoán mà tôi đã nêu cho các bạn ban đầu là 1.5 tiêu chí phụ, và đánh giá luôn là có tình trạng là biến chứng của nhồi máu cơ tim hay không ha. Như vậy trong tình huống này, nhắc lại một lần nữa, chúng ta có thể có rất nhiều cận lâm sàng chúng ta muốn thực hiện cho bệnh nhân, nhưng chúng ta sẽ ưu tiên theo thứ tự cái gì là cần thiết nhất và giá trị ý nghĩa cũng như cái mình mong đợi từ nó là gì. Nếu như nó bình thường như thế nào, nếu như nó bất thường thì mình sẽ xử trí ra sao. Nó sẽ giúp cho các bạn là trả lời ba câu hỏi ngay từ ban đầu của việc thực hiện cận lâm sàng. Rồi, ở đây các bạn có thắc mắc gì hay không trước khi tôi sang slide tiếp theo? Cái này là để phân tích cho các bạn ha, để các bạn có một cái thông tin sơ khởi nhất ngay từ ban đầu để các bạn có thể vận dụng nó mà các bạn không bị lăng tăng. Các bạn khi mà mới đi thực hành lâm sàng, các bạn sẽ rơi vào hai tình huống. Một là các bạn không biết đề nghị gì ha. Hai là các bạn đề nghị quá nhiều. Và thứ ba là khi trả kết quả ra, các bạn không biết làm gì với kết quả đó. Thì ở đây tôi lấy một cái ví dụ mà tôi phân tích cho các bạn thấy
được là cái giá trị ý nghĩa của nó trong tình huống này là như thế nào. Rồi, nếu như bạn không có câu hỏi thì tôi sẽ xem slide tiếp theo ha. Rồi, cái này là cái kết quả, à, cái kết quả cận lâm sàng trả về cho chúng ta nhận được. Thì cái đây chính là một cái công thức máu. Thì việc đọc kết quả cận lâm sàng công thức máu thì các bạn đã được hướng dẫn ở bộ môn sinh lý rồi, thì cũng sinh lý rồi ha. Và đây cũng không phải là nội dung chính của bài học ngày hôm ta ngày hôm nay, nhưng mà sẽ được giải qua như thế này. Thì giống như hồi nãy chúng tôi có hướng dẫn cho các bạn á, thì là trong tình huống này chúng ta sẽ mong chờ nhất điều gì? Chúng ta sẽ mong chờ nhất là về số lượng tiểu cầu. Chúng ta sẽ coi về số lượng tiểu cầu và cũng như đồng thời đánh giá các thành phần còn lại. Chúng ta có được trên này, chúng ta sẽ đánh giá được là bệnh nhân có thiếu máu hay không, bệnh nhân có tình trạng là tăng lipid hay không bằng cách là tăng bạch cầu này nọ vân vân. Thì các bạn về nhà tự đọc cái này ha. Này không phải là mục tiêu chính ngày hôm nay. Rồi, cái mục tiêu chính của cái bộ môn hóa lâm sàng này là sẽ là dựa vào cái kết quả sinh hóa, chúng ta sẽ tiến hành biện luận nó. Và từ đó chúng ta sẽ đưa ra các đề nghị. Thì cái này đó chính là trong cái phần mục tiêu mà khi các bạn thi cuối đợt cũng như là có thể thi giữa kỳ sắp tới, các bạn sẽ gặp những tình huống và bắt buộc các bạn phải đưa ra quyết định ngay tại thời điểm đó, à, dựa trên những cái tiêu chí. Thì ở bệnh nhân này chúng ta thấy được cái chuyện gì? Chúng ta thấy được là bệnh nhân có tình trạng tăng gan gan là AST và ALT. À, ở đây AST là 80, ALT là 100. Và cái khoảng thậm chí tôi đưa để ở kế bên cho các bạn luôn để các bạn biết được cái nào tăng, cái nào giảm. Tại vì ta mới học, ta có nhiều kỹ năng sẽ không nhớ được khoảng thậm chí là bao nhiêu. Thì tôi đề nghị ở kế bên cho các bạn để cho các bạn có thể thấy. Và đề thi cuối đợt các bạn, tôi hứa là tôi sẽ không sẽ để các bạn như kế bên ha. Không bắt các bạn phải nhớ. Tuy nhiên nếu như các bạn thực hành lâm sàng sau này, các bạn nên nhớ một chút xíu để chúng ta có phản xạ nhanh thôi. Chứ còn cái này cũng không phải yêu cầu bắt học nhớ ha. Rồi, thì ở đây ta thấy được là AST và ALT tăng. Và chỉ số AST chia ALT là bé hơn 1. À, cái này là tăng ha. Đầu tiên là thứ nhất là nó tăng khoảng 2 lần trên giới hạn bình thường ha. Mà dưới 3 lần. Các bạn sẽ học bên một môn nội, các bạn sẽ được một cách biện luận về cái men gan này và từ đó làm cho các bạn gợi ý một số nguyên nhân dẫn tới tình trạng là tăng men gan như vậy ha. Thì trong tình huống này tôi nhắc lại ha, ta thấy được đầu tiên là AST và ALT tăng và tỷ số AST chia ALT là bé hơn 1. Rồi, thứ hai là bệnh nhân đưa kết quả cho chúng ta về bilirubin, thì bệnh nhân này bilirubin là đều không có hiện tượng tăng, đều nằm ở trong ngưỡng giới hạn bình thường và bệnh nhân khi thăm khám chúng ta cũng không thấy tình trạng bệnh nhân cạn vàng da, cho nên cái này là một cái nói rằng bệnh nhân không có vàng da trên lâm sàng cũng như trên cận lâm sàng ha. Rồi, glucose máu tĩnh mạch ở đây ghi một cái đơn giản là glucose tĩnh mạch, ta biết được rằng trong bài mà carbohydrate và rối loạn chuyển hóa carbohydrate, chúng ta thấy được là gì, cái đường huyết nó cực kỳ quan trọng về cái thời điểm các bạn lấy. Đường huyết đói các bạn sẽ có một cái chỉ số các bạn mong đợi, đường huyết no sau ăn các bạn sẽ có một chỉ số mong đợi, và đường huyết bất kỳ các bạn sẽ có một cái chỉ số mong đợi bạn mong muốn chặt được nó là bao nhiêu ha. Cho nên trong tình huống này một bệnh nhân nhập viện bất kỳ như vậy, đó là đường huyết bất kỳ, thì đường huyết bất kỳ bệnh nhân là đây là 156 mg/lít, nó không cho các bạn bất kỳ một cái câu trả lời nào cả. Bạn chỉ biết được rằng là ha, hiện tại bệnh nhân này trong đường huyết này và đường huyết này các bạn có thể hiện hay không, thì câu trả lời là tạm thời chưa cần can thiệp. Thì các bạn coi tiếp HbA1c, à, dù bệnh nhân này là có đái tháo đường, à có đái tháo đường đó, nhưng mà HbA1c bệnh nhân này là sao, có vẻ kiểm soát tốt, nghĩa là bệnh nhân này có thể là đã có điều trị và kiểm soát đường huyết rất là tốt. Bằng chứng là gì? Đó là HbA1c của bệnh nhân dưới 6.5 đạt tiêu chí của kiểm soát đái tháo đường. À, nếu như bệnh nhân không khai các bạn là bệnh nhân đang sử dụng thuốc hạ đường huyết hay là điều trị đái tháo đường mà với một cái đường huyết như thế này, các bạn có thể nghĩ ngay là bệnh nhân không hề mắc đái tháo đường ha. Nhưng mà do trong bệnh nhân này đã tiền căn đã có và bệnh nhân đang sử dụng thuốc và cái kết quả đường huyết như vậy ra, các bạn thấy rằng ha, trong tình huống này đường huyết bệnh nhân hiện đang ổn và mình không cần phải can thiệp gì thêm. À, đối với creatinine là một chức năng thận để mình đánh giá xem coi là bệnh nhân có khả năng bị rối loạn chức năng thận hay không, bệnh nhân có suy thận hay không, hoặc là bệnh nhân có bị một cái tiềm tàng về thận hay không ha. Thì trong cái bài mà marker mang tim á, thì bạn có một cái tình huống đó là gì, đó chính là khi bệnh nhân bị suy thận, bệnh nhân có tiền tượng là có khả năng bị dương tính giả bằng cách là nó sẽ bị tăng nhiều cái troponin đi. Thì trong tình huống này mình đánh giá xem là mình có nguy cơ đó hay không, thì kết quả trả ra là creatinine vẫn nằm trong giới hạn bình thường, và khi mình tính ra cái độ lọc cầu thận thì mình có được là 91, vẫn trên 90, và với độ tuổi là khoảng 60 tuổi như vậy thì cái độ lọc cầu thận ước tính dựa trên cái công thức là CKD-EP thì mình có thể nói là tạm thời chức năng thận bệnh nhân không có một cái vấn đề gì mà cần phải lưu ý quan tâm. Như vậy từ kết quả cận lâm sàng trả lại như ban đầu, chúng ta chỉ có một điều ta cần lưu ý thôi, đó chính là gì, bệnh nhân có hiện tượng tăng men gan. Như vậy đối với hiện tượng tăng men gan này, các bạn sẽ có rất nhiều nguyên nhân gây tăng men gan, đồng ý không? Chúng ta sẽ có bài là
bài chức năng gan ha, bài chức năng gan và cái xét nghiệm để đánh giá chức năng gan trong sách vaccine lâm sàng. Thì cái này nó sẽ có rất nhiều nguyên nhân, có thể là một là do viêm gan do siêu vi, hai có thể là viêm gan do rượu, thứ ba có thể là do sử dụng thuốc, hoặc thứ tư nó có thể là một cái bệnh lý ứ động sắc di truyền chẳng hạn. Nó có rất nhiều nguyên nhân. Trong tình huống này mình thấy bệnh nhân có tình trạng tăng, thậm chí men gan này nó cũng có thể tăng trong tình huống là bệnh nhân có nhồi máu cơ tim cấp. Trong một số trường hợp bệnh nhân có tình huống nhồi máu cơ tim cấp thì cái men gan này nó cũng có thể hiện tượng gia tăng theo, nhưng mà thường gia tăng sẽ không có đáng kể, trừ khi có tình trạng là rối loạn huyết động học dẫn tới là tổn thương đa cơ quan, thì lúc đó men gan nó sẽ hiện tượng tăng do tình trạng là thiếu máu tới gan. Nhưng trong tình huống này thì men gan không tăng mức độ như vậy. Như vậy cái này mình có thể để lại sau, mình có thể để lại sau. Nhưng nếu như được đề nghị cận lâm sàng, các bạn sẽ đề nghị cái gì? Có bạn nào cho tôi ý kiến không? Nếu như là các bạn đã được học qua hết cái cuốn vaccine lâm sàng rồi, thì nếu như trong tình trạng này để mà tầm soát các nguyên nhân gây tăng men gan, thì các bạn sẽ quan ngại cái nguyên nhân nào nhất và các bạn sẽ muốn loại trừ hay là có thông tin về cái đó nhất? Thầy là CRB. Em nói em làm gì em? Dạ, em sẽ đề nghị là kết bộ xét nghiệm về virus với lại CRP. Ừ, em muốn xét nghiệm virus. Virus là gốc virus gì em? Viêm gan B, viêm gan B và C rồi. Vậy thì em có biết là nếu như mà mình muốn khảo sát về viêm gan B, viêm gan C, mình sẽ phải đề nghị cái gì không em? Là HB, HBAG. HBSAG rồi. Vậy gì nữa? HBAB. Với lại đầu tiên là em sẽ đề nghị một cái kháng nguyên ha, là HBSAG. Yeah. Em sẽ đề nghị cái kháng thể là anti HBS. Đúng chưa? Yeah. Rồi cái đó là cho con B, đúng không? Yeah. Con B em còn yêu cầu làm thêm gì nữa không? Chắc cái em không nhớ. Em không nhớ ha. Thì cái này nó không phải là nội dung chính của chúng ta. Tuy nhiên trong phần sẽ đọc không. Có bạn nào bổ sung thêm không? Cái này các bạn sẽ được học trong bộ môn vi sinh. Nếu tôi nhớ không lầm, bộ môn vi sinh là sẽ là nơi hướng dẫn cho các bạn về các mặt cơ này đầu tiên. Sau đó khi các bạn lên tới bộ môn nhiễm hoặc là các bạn đến bộ môn nội, đặc biệt là nội tiêu hóa, thì sẽ hướng dẫn các bạn rất kỹ cái phần này ha. Thì hiện nay theo như mà để tầm soát viêm gan CBB, các bạn sẽ phải đề nghị ba cái. Đầu tiên đó chính là HBSAG, thứ hai là anti HBS ha, và cái thứ ba đó chính là gì? Anti HBC ha. Anti HBC là kháng nguyên kháng nhân ha. Thì lúc đó nó sẽ có gồm hai loại là IgM, IgG. IgM sẽ biểu hiện cho tình trạng là viêm gan cấp, còn IgG sẽ biểu hiện cho tình trạng là viêm gan mạn ha. Thì hiện nay nếu như mà tầm soát viêm gan CBB, người ta sẽ yêu cầu là thực hiện ba cái đó. Rồi, vậy thì đối với viêm gan CBC thì bạn Nam hồi nãy cho tôi biết là em sẽ làm gì? Em nhớ là em sẽ làm cái kháng nguyên mà em cũng không nhớ lắm rồi. Đối với con C thì nó hơi khác biệt một xíu nha các bạn. Con C mình sẽ không có làm kháng nguyên, mình chỉ làm kháng thể thôi, là anti HCV ha. Sẽ chia làm hai loại, gọi là IgM và IgG luôn. IgM cũng là cấp, IgG cũng là mạng ha. Trong tình huống nếu như cả M và G đều dương tính, nó có thể là hai trường hợp. Một là đang trong giai đoạn chuyển đảo huyết thanh, tức là từ giai đoạn cấp sang giai đoạn mạng. Hai là bệnh nhân đã nhiễm trước đó, bây giờ nhiễm chồng lên đợt cũ, người ta gọi là cấp trên đợt mạng ha. Thì nếu như chúng ta có thời gian thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cái phần đó ha. Nếu như có thời gian, năm ngoái tôi cũng có hướng dẫn một cái buổi cho các bạn năm ngoái về cái buổi là đọc các mặt cơ về viêm gan ha. Thì chuyện thuộc xe chúng ta có thời gian hay không ta sẽ hướng dẫn ha. Rồi, như vậy đối với bệnh nhân này, tôi khẳng định với bạn là chúng ta phải liên quan tới cái mặt cơ, liên quan tới virus viêm gan. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có khả năng cần phải can thiệp cho bệnh nhân, một cái can thiệp có thể tính chất là hơi ngoại khoa một chút xíu ha, đâm sức ngoại khoa bằng cách là nâng mặt vành vân vân lại. Thì như vậy là cần phải có để đánh giá là cho bệnh nhân này là có nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm, để mà bác sĩ thứ nhất, đương nhiên bác sĩ luôn luôn là cho đối xử tất cả bệnh nhân là có nguy cơ truyền nhiễm hết. Tuy nhiên nó vẫn là một cái thông tin hữu ích cần cho người bác sĩ đó, để mà khi mà chúng ta có tình trạng là tai biến trong can thiệp, chúng ta có thể tiến hành là báo cáo tai biến và cho bệnh nhân cũng như là bác sĩ đó được can thiệp cách kịp thời. Hiểu ha? Rồi,
Nhưng mà đối với tình huống này, ngoại trừ cái đó ra, các bạn thực hiện thêm các loại xét nghiệm khác, ví dụ như bạn Nam đề nghị là CRP, tôi cảm thấy là không cần thiết. Tại sao? CRP là một dấu ấn cho tình trạng viêm. Bệnh nhân đang có tình trạng nhồi máu cơ tim cấp, các bạn làm CRP có khả năng cao nó có hiện tượng tăng. Mà cái chuyện tăng nó lên nó không giúp bạn giải quyết bất kỳ một chuyện gì cả. Nào thì các bạn Nam hiểu ha. Ví dụ như các bạn nói là CRP tăng, trong một số bệnh lý bạn có thể can thiệp cho bệnh nhân sử dụng thuốc kháng sinh chẳng hạn, hoặc là bạn sẽ giúp cải thiện tình trạng viêm và nhiễm trùng đó. Nhưng trong tình huống này, các bạn cho sự sử dụng CRP nó không giúp cho các bạn có thể can thiệp bệnh nhân tốt hơn, điều trị bệnh nhân tốt hơn, mà cung cấp thông tin ra nhiều khi các bạn sẽ làm bị bối rối. Bởi vì sao? Bởi vì khả năng cao nó sẽ có tình trạng thay đổi, mà chuyện thay đổi đó nó vô thưởng vô phạt. Có các bạn cũng không làm gì thêm, mà không có các bạn vẫn sẽ giúp bệnh nhân một cách đầy đủ nhất. Do đó trong tình huống này tôi xem xét cái CRP đấy là chưa phù hợp. À, thì thích cho các bạn Nam hồi nãy đã có đề nghị thêm CRP ha. Rồi các bạn nào có thắc mắc gì nữa không? Hay là có muốn đề nghị cần lâm sàng gì tiếp theo không? À, các bạn thắc mắc gì các bạn nhớ hỏi nha, tại vì khi mà đi thi cuối đợt các bạn sẽ gặp những tình huống lâm sàng rất nhiều ha. Để tránh tình trạng là các bạn nói rằng là các bạn bị bối rối hoặc là các bạn bị khớp với các tình huống lâm sàng đó ha, thì tình huống lâm sàng vẫn sẽ cung cấp cho các bạn rất nhiều thông tin như vậy. Nhưng các bạn là phải chọn lọc ra những cái nào là cái cần thiết để mà quyết định cho bệnh nhân nha. Rồi, đây là cái điện tâm đồ. Các bạn sẽ được hướng dẫn đọc kỹ năng điện tâm đồ ở bộ môn sinh lý hoặc là ở bộ môn nội ha. Thì trong điện tâm đồ này sẽ đọc nhanh cho các bạn là gì? Chúng ta sẽ không thấy tình trạng có ST trên lên. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy có tình trạng là sóng tê đảo ở cái chuyển đạo, thứ nhất là chuyển đạo D1 nè, các bạn thấy là sóng tê đảo rất là rõ ha, hoặc là D2 sóng tê đảo rất là rõ luôn, và thứ ba là ABL, ba cái này sẽ đi chung với nhau, D1, D2 và ABL. Rồi ngoài ra thì các chuyển đạo trước ngực chúng ta cũng sẽ thấy được ở chuyển đạo là V4, V5 và V6 cũng có tình trạng là sóng tê đảo. Ngoài ra chúng ta sẽ không thấy tình trạng là ST trên lên. Như vậy ở cái cận lâm sàng là điện tâm đồ này, chúng ta có thể loại trừ bệnh nhân ở trong tình huống là nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên. Đồng ý ha, chúng ta không có được cái biểu hiện là nhồi máu cơ tim cấp ST lên đây, mà có thể bệnh nhân sẽ rơi vào hai tình huống. Một là nhồi máu cơ tim cấp không ST trên lên, hoặc là đau thắt ngực không định. Để mà phân biệt hai tình huống này, bắt buộc chúng ta phải thực hiện cái gì? Đó chính là mặt cơ mang tim ha, của dấu ấn sinh học để phân biệt được. Tại vì đối với đau thắt ngực không định, chúng ta sẽ cho bệnh nhân điều trị thuốc. Còn đối với nhồi máu cơ tim cấp mà không ST trên lên thì bắt buộc chúng ta phải có một cái cách xử trí khác, nó hoàn toàn không giống được như vậy. Rồi, thì chúng ta sẽ áp dụng theo cái phác đồ 1 giờ trong sách quá trình lâm sàng có đưa cho các bạn biết đồ 1 giờ đó rồi. Thì đây là một cái tình huống cụ thể ha. Đây là một cái tình huống cụ thể biểu hiện các bạn. Thì ngay tại thời điểm nhập viện, tôi lấy máu bệnh nhân, tôi đo cái nồng độ là HF troponin T, tôi có được kết quả đó chính là 13.87 ha. Và đối với tại thời điểm sau 1 giờ tôi xét nghiệm lại, tôi sẽ có được lai 1 là 23.8. Thì dựa vào cái mà các bạn được hướng dẫn, các bạn thử lập luận xem trong tình huống này chúng ta sẽ xử trí bệnh nhân thế nào. Dựa vào tiêu chí, một là cho bệnh nhân nhập viện xác định chẩn đoán là nhồi máu cơ tim cấp không có thể trên lên điều trị, hai là cho bệnh nhân xuất viện bởi bệnh nhân không phải là nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên, và thứ ba là chúng ta cân nhắc bởi vì chúng ta chưa biết rõ bệnh nhân tình huống như thế nào, chúng ta hãy giữ bệnh nhân lại và thực hiện thêm các xét nghiệm ha. Tôi cho các bạn khoảng 1 phút để các bạn suy nghĩ, sau đó các bạn có thể là 1-2 phút các bạn suy nghĩ, sau các bạn có thể là mở mic ha, bạn nào muốn có thử mở mic trả lời ha, thì tôi sẽ sửa cho các bạn trực tiếp ha. Chắc chắn năm nào cũng sẽ có từ 2-3 câu về cái tình huống lâm sàng của nhồi máu cơ tim cấp hết, cho nên các bạn hãy tranh thủ cái này để các bạn luyện tập đi, bởi vì các tình huống này đa số tôi thấy là năm ngoái thì khoảng 30% đánh đúng thôi, 70% còn lại đánh sai ha, cho nên các bạn hãy tận dụng tranh thủ và cứ mạnh dạn, bây giờ các bạn sai không thành vấn đề gì hết ha. Trong sách hóa sinh lâm sàng của các bạn ha, nó có một cái bảng để tôi coi lại là trang mấy. Rồi trang 127 nha các bạn. Ừ. Đó, trang 127. À, các bạn nào có sách các bạn là cao trang 127 ha. Thì các bạn sẽ thấy được là cái gì? Đó chính là cái hướng dẫn ha. Trong sách các bạn đã in ra cho các bạn để các bạn có thể thực hành và các bạn có thể luyện tập ha. Rồi, thì đầu tiên bây giờ các bạn nào muốn thử làm tình huống này không? Không sợ đúng sai
các bạn cứ thoải mái ha, tôi ở đây tôi chỉ hướng dẫn các bạn thôi, à, cho nên là không có quan trọng vấn đề đúng sai, nhưng mà khi đi thi các bạn thì nên, các bạn nên có một cái sự chuẩn bị tốt nhất, thì các bạn không bị bối rối trước những tình huống như thế này, mình sẽ chọn một thông tin ha. Thì có bạn nào muốn làm không? Bạn nào muốn làm thì cái việc mở mic lên phân tích ha, tôi sẽ sửa cho bạn đó. Hi. Rồi, em tiến hành để phân tích đi. Dạ alo, dạ thưa thầy, là lúc mà cái troponin ngay chỗ 0 giờ khi vào viện thì chỉ có 13,87, nhưng mà sau giờ thì troponin đã lên được tới 27,8. Thì cái theo cái lưu đồ này thì cái mục mà 1 giờ thì chẩn đoán lên trên 5 là phải nhập vào rồi, nên em nghĩ là cần phải nhập vào và chẩn đoán cái hội chứng mình cắt. Em nghĩ là trên 5 là phải nhập vào rồi, đúng chưa? Dạ, trên 5 ở T1 với thầy. Ừ, trên 5 ở T1 là em chẩn đoán ngay là bệnh nhân phải rule out em, màu xanh rule out mà em. Hình như là em hơi nhầm đúng không? Rule in đó thầy. Là em dùng cái delta lớn hơn 5 và em cho bệnh nhân nhập viện đúng không? Dạ. Rồi. Em lập luận như vậy là hoàn toàn chính xác ha. Cho nên là đối với tình huống này là em cần phải cho bệnh nhân nhập viện và điều trị. Tuy nhiên tôi muốn bổ sung thêm để mà cho em biện luận một cách nó đầy đủ và chính xác nhất. Đầu tiên chúng ta sẽ đi từ cái định nghĩa tôi nói với các bạn. Đầu tiên là tại thời điểm T0, các bạn sẽ có được một con số là 13.87. 13.87 này nếu như so với bách phân biệt thứ 99, cái con số bách phân biệt thứ 99, các bạn vui lòng nhớ giùm tôi ha. Tại vì có năm tôi hỏi bách phân biệt thứ 99 là gì, là như thế nào, và tôi hỏi luôn là nó là giá trị bao nhiêu, thì các bạn hơi bị bối rối. Bởi vì sao? Theo tiêu chí định nghĩa của tình trạng nhiễm khuẩn tim cấp là phải đạt được một lần, ít nhất là một lần có mặt cơ mang tim lớn hơn bách phân biệt thứ 99. Thì bách phân biệt thứ 99 ở đây trong sách của chúng ta có đề cập luôn, đó chính là trang 126 phần chữ in nghiêng, ghi rất rõ bách phân biệt thứ 99 của HS troponin T là 14 nanogram trên lít. Các bạn nhớ tụi này ha. Thì trong tình trạng T0 này, bách phân biệt thứ 99 bệnh nhân là 13.87, là bé hơn bách phân biệt 99, cho nên là bệnh nhân chưa thỏa tiêu chí chẩn đoán nhiễm khuẩn tim cấp. Được ha. Tuy nhiên, khi chúng ta xét tới T1 thì lúc này cái chênh lệch động học chúng ta sẽ lấy 27.8 trừ cho 13.87, các bạn lấy 28 trừ cho 14 đi, và sẽ được 14. Thì cái động học này sẽ lớn hơn 5, như vậy nó sẽ thỏa tiêu chí là cần phải nhập viện. Ha. Và trong trang 127 cái đoạn thứ hai, các bạn thấy được là gì? Để chẩn đoán nhiễm máu cơ tim bên cạnh các biểu hiện cận lâm sàng ở ECG, thì cái mà biến đổi động học á, thì cái lần 2 yêu cầu phải lớn hoặc bằng 20% so với lần 1. Được chưa? Và nếu như mà lần 1 thấp hơn bách phân biệt 99, trong trường hợp này là thấp hơn á, thì yêu cầu lần 2 phải lớn hoặc bằng 50% so với lần 1. Ha. Cho nên rằng là nếu như trong tình huống này đó em, nếu như tôi sửa con số này là con số 19, T1 là 19 nha. Thì lúc đó em lấy 19 em trừ cho 14, nó chỉ là 5 thôi, nó chỉ gần gấp mấy bằng 5 mà nó hơn bằng 6 thôi, nó chưa lớn hơn 50% số 14. Thì lúc đó em cần phải cân nhắc coi bệnh nhân có phải là nhồi máu cơ tim cấp không nha. Em hiểu ý tôi không? Tôi bổ sung em hai phần đó. Em có thắc mắc gì? Dạ. Bổ sung không? Dạ không. Dạ cảm ơn thầy. Nghĩa là các em đọc sách, trong tình huống cụ thể tôi sẽ phân tích em rất rõ, các em cẩn thận để tránh bị lừa nha. Trong tình huống nếu như bệnh nhân nhập viện ngay thời điểm ban đầu lớn hơn 14.99, chỉ cần lớn hơn 20% thôi, ok là có biến đổi động học rồi. Còn nếu như bệnh nhân không lớn hơn được 14.99, nó nằm ngắt ngưỡng như vậy, thì lần 2 bắt buộc phải lớn hơn 50%. Cái 50% này và cái lớn hơn 5 này, nó sẽ là một cái nó củng cố thêm chẩn đoán chúng ta. Hiểu ha, trong sách ghi rất là rõ, và đây là một tình huống cụ thể để hết cho các bạn ha. Thì là cảm ơn bạn nữ đã phân tích cho các bạn khác thấy ha, và cũng như là sửa. Rồi, một cái tình huống thứ hai cũng tương tự như vậy. Một bệnh nhân này nếu tôi nhớ là nó là nhập viện ở bệnh viện đa trung ương Huế, và bệnh viện trung ương Huế thì bệnh nhân này cũng nhập viện với một tình trạng là có triệu chứng của hội chứng mạch vành cấp. Bệnh nhân đau ngực rất là dữ dội và đau ngực trong vòng khoảng là một tiếng đồng hồ trước nhập viện. Sau đó bệnh nhân nhập viện và bệnh nhân được tiến hành ra điện tâm đồ, thì trên điện tâm đồ này chúng ta cũng không thấy tình trạng là ST trên lên, nó sẽ nhận ST trên xuống lan tỏa ở nhiều chuyển đạo. Thì kết quả mang tim bệnh nhân là như thế này. Các bạn biện luận chẩn đoán cho bệnh nhân này như thế nào?
Rồi tôi cho các bạn 1 tới 2 phút ha. Để các bạn có thể suy nghĩ, sau đó thì một bạn có thể là đứng lên phân tích ha. Thì sau đó đúng sai và tùy theo tình huống tôi sẽ hướng dẫn các bạn tiếp ha. Rồi, có bạn nào trả lời không em? Dạ, alo, dạ. Rồi, ok, em trả lời đi. Dạ, thầy là cái thời gian T0 là bằng 9 thì T0 là nó bằng 9 thì nó nhỏ hơn 14. Thì em mới xét tới là cái nồng độ S lần 2 là bằng 10 trừ cho lần 1 thì nó vẫn nhỏ hơn 20% so với lần 1. Dạ. Thì cái lần 0 giờ là nó bằng 9, tức là nó lớn hơn 5, tức là lớn hơn A rồi, mà nhỏ hơn B, nhỏ hơn 12, và là cái thời gian delta 0 giờ trừ cho 1 giờ nó bằng 1, là nó nhỏ hơn 3. Như vậy thì bệnh nhân này loại trừ là phải nhập viện. Rồi, nghĩa là em sẽ cho bệnh nhân này xuất viện đúng không? Theo em, tôi nghĩ là em sẽ cho bệnh nhân này xuất viện. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Ừ. Rồi, nếu như tôi cung cấp thăm sàng cho em đây, đây là một bệnh nhân nữ khoảng 80 tuổi, thì em sẽ cho bệnh nhân xuất viện hay cho bệnh nhân ở lại? Có bạn nào có thể bổ sung cho bạn nữ đó không? Hay là bạn nào có một cái suy nghĩ nào đó về tình huống này? Các bạn vẫn là... sao em nói đi em. Em sẽ cho giữ lại. Em giữ lại. Cái thời gian từ T0 tới T2 là cái chỉ số của bệnh nhân có trường hợp tăng. Nếu như giả sử như bệnh nhân, nếu như bệnh nhân không có vấn đề gì về nhồi máu cơ tim thì con số có thể nó sẽ không tăng được. Nhưng mà tại đây mà bệnh nhân lại tăng lên thì có thể em sẽ giữ lại phòng cấp cứu theo dõi tiếp. Em sẽ theo dõi tiếp. Như vậy em giữ bệnh nhân và em cứ tiếp tục em làm cái troponin đúng không? Theo tôi hiểu là em sẽ làm như vậy đúng không? Dạ. Rồi, có bạn nào khác không? Nghĩa là bạn này chỉ cần làm troponin thôi, có bạn nào khác và bạn cần phải làm thêm chuyện gì khác không? Dạ, em nghĩ là có nên làm ECG không thầy? Để em mong đợi gì ở ECG? Em mong đợi. Dạ, coi là có cái những cái ST trên không trên lên hay gì không? Nghĩa là em mong chờ vào sự biến đổi hình thái học của ECG. Thì nó thì ở đây đó, ngay từ ban đầu nó đã không có ST trên lên rồi, cho nên là rất khó về sau có ST trên lên nha em. Em chỉ có thể mong chờ vào hai chuyện. Chuyện đầu tiên đó là gì? Xuất hiện một cái lóc nhánh trái ha, như là trước đó bệnh nhân không có lóc nhánh trái, bây giờ thì xuất hiện một cái lóc nhánh trái, hoặc là bệnh nhân xuất hiện sống quy tử ha, sống quy hoại tử. Thì trong cả hai cái tình huống đó thì tương đối là nó sẽ khá là chậm, nhưng mà cái việc em làm là đúng. Người ta cũng sẽ tiếp tục theo dõi ECG bệnh nhân ha. Cái tình huống này khi tôi đưa ra ha, bởi vì sao? Bởi vì đây là một cái dấu hiệu lời cảnh tỉnh dành cho rất nhiều bác sĩ lâm sàng ha. Ở này là một cái ca mà gọi là một đi đào tạo kinh điển điển hình ha. Qua rất nhiều năm mà tôi vẫn lấy cái ca này, bởi vì sao? Bởi vì nó có nhiều tình huống và nó cho một người, cho người bác sĩ lâm sàng một cái điều là gì? Đó chính là thứ nhất, chúng ta sử dụng xét nghiệm chúng ta cần phải có một sự, thứ nhất là không thần thánh hóa, thứ hai chúng ta biết được là giá trị nó như thế nào. Thì trong tình huống này á bạn, thì cái đối với mà bác sĩ ở bệnh viện đa khoa Trung ương Huế thì bác sĩ này quyết định là giữ lại. Lý do thứ nhất là bệnh nhân là cao tuổi, thứ hai là bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ, thứ ba là triệu chứng tăng ngực bệnh nhân rất là dữ dội và rất là điển hình, nhưng xét nghiệm ra thì lại không thấy có tăng động mạch mang tim, kết quả tiêu chí xuất viện. Tuy nhiên vì bệnh nhân có
quá nhiều yếu tố nguy cơ nên bác sĩ này quyết định giữ lại. Thì khi bác sĩ này giữ lại, bác sĩ này sẽ cho làm cái gì ha? Bác sĩ này sẽ tiến hành đánh giá cái nguy cơ của bệnh nhân ha. Thì theo hiệp hội tim mạch của Mỹ là HOT ha, thì người ta sẽ đánh giá nguy cơ của bệnh nhân. Thì đánh giá nguy cơ của bệnh nhân như vậy sẽ đánh giá nguy cơ là có nguy cơ cao hay là nguy cơ thấp. Đối với bệnh nhân mà có nguy cơ thấp mà đã cho thực hiện một loạt xét nghiệm troponin mà vẫn là âm tính thì mình có thể đánh giá cho bệnh nhân xuất viện. Tuy nhiên đối với bệnh nhân mà có nguy cơ là cao, mặc dù chúng ta đã cho xét nghiệm một loạt 0 giờ, 1 giờ, 2 giờ nó là âm tính, cái hồi nãy tôi nói là một xíu ý của bạn Nam hồi nãy ha, thì là các bạn cho thấy 9, 10, 11 thực tế ra cái sự chênh lệch nó không có giá trị ý nghĩa. Nó không có giá trị ý nghĩa, chẳng qua là nó có hơi biến động một chút xíu thôi chứ thực sự nó không có giá trị ý nghĩa. Như vậy trong tình huống này, khi mà một loạt nó ra âm tính như vậy nhưng mà bệnh nhân vẫn có nguy cơ cao, chúng ta bắt buộc phải giữ bệnh nhân lại để quan sát thêm, và đồng thời là gì, là đánh giá thêm một số cái xét nghiệm khác. Ví dụ bệnh nhân này là lớn tuổi rồi, chúng ta sẽ không bắt bệnh nhân chạy làm điện tâm đồ đánh sức được. Mình phải cho người ta chạy trên một cái thảm chạy để mà đánh giá bệnh nhân có nguy cơ phát sinh nhồi máu hay không, không có. Mà chúng ta sẽ dựa vào gì? Một là một số các hình ảnh học về tim mạch, chúng ta có thể tiến hành siêu âm tim hoặc thậm chí chúng ta có thể tiến hành can thiệp bằng cách là chụp động vành DSA. Thì trong tình huống này thì bác sĩ bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế đã tiến hành là chụp động mạch vành DSA và vô cùng bất ngờ đó là gì? Đó chính là đã phát hiện được là bệnh nhân tắc cả ba nhánh động mạch vành. Ha, cho nên là điều gì? Điều ở đây cái bài học kinh nghiệm ở đây là gì? Đó chính là chúng ta có một cái tiêu chí chẩn đoán như vậy. Tuy nhiên chúng ta không thể nào loại trừ hết bằng cách là gì, dựa vào cận lâm sàng mà quyết định hoàn toàn sự chỉ định bệnh nhân, mà chúng ta cũng cần phải cân nhắc về khía cạnh bệnh sử như lâm sàng. Các bạn hiểu ha? Bởi vì nếu các bạn đang xuất viện thì bệnh nhân à, thì nếu như mà các bạn mà dựa vào quá cứng nhắc ở đây thì đó chỉ là sự quá. Tôi không nói các bạn sang ngay, các bạn dựa vào hướng dẫn, các bạn dựa này nọ. Tuy nhiên hướng dẫn nó có hướng dẫn này, hướng dẫn nọ, và đương nhiên là tùy thuộc vào cái cảm nhận tâm sản các bạn. Thì đa số chúng ta đều là đang mới chập chững bước vào. Thì ở đây trước khi mà tôi hướng dẫn các bạn, tôi thấy được điều là gì? Đó là các bạn cần phải cân nhắc thật là rõ, và đồng thời là thế giới ngoài kia nó rất là rộng, các bạn cập nhật thêm kiến thức và cũng như là học hỏi kinh nghiệm để mà biết được là cái chẩn đoán là như thế nào ha. Thì trong tình huống này là như vậy, thì các bạn sẽ quay lại hỏi tôi ngay là thế thì lý do gì mà bệnh nhân này lại không tăng troponin, đúng không? Bình thường người ta nói là nó phải tăng, tại sao bệnh nhân này không tăng? Nó có rất nhiều lý do khiến cho troponin nó không tăng. Một lý do đó là gì? Là yếu tố ảnh hưởng trong quá trình xét nghiệm ha. Thì á, trên thế giới hiện nay đã ghi nhận là, theo như tôi biết là, ghi nhận là ít nhất là 2 ca tử vong do nhồi máu cơ tim cấp bởi vì xét nghiệm troponin nó âm tính. Lý do âm tính là gì? Nó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân mà người ta đưa lên hàng đầu đó là gì? Đó là xuất hiện biotin. Biotin là một yếu tố làm ảnh hưởng cái khả năng xét nghiệm và khả năng phát hiện troponin tăng ở trong máu. Thì biotin này nó sẽ gặp ở đâu? À, biotin này sẽ gặp trong các thực phẩm chức năng ha. Đó chính là thường gặp nhất, đó chính là các sản phẩm mà làm đẹp, và đặc biệt là các sản phẩm mà chống rụng tóc và làm mọc tóc. Việt Nam mình chúng ta hiện nay sử dụng rất là nhiều ha. Thì trước đây cách đây khoảng 6 tháng đến 1 năm thì tôi gặp một tình huống là một bệnh nhân nam 55 tuổi nhập viện vào bệnh viện Chợ Rẫy. Thì bệnh nhân có đau thắt ngực cấp, hội chứng vành cấp rất là rõ rệt, nhưng xét nghiệm troponin ra thì nó không thỏa tiêu chí để mà chẩn đoán ha. Thì trong tình huống đó thì khi tiến hành khai thác về bệnh sử thì tôi sẽ phát hiện ra một điều là gì? Trong khoảng thời gian gần đây, bệnh nhân này có người con bên nước ngoài gửi về thực phẩm chức năng rất nhiều. Và khi tôi yêu cầu lấy cái chai đó ra để tôi coi thì tôi đã phát hiện một điều, đó chính là thành phần biotin nó rất cao. Và cái đó là yếu tố ảnh hưởng dẫn tới xét nghiệm troponin nó không tăng lên được. Hiểu ha? Nghĩa là ở đây là chúng cấp các bạn gì, cung cấp các bạn đã là gì, là đó là nó sẽ có rất nhiều tình huống chúng ta không lường trước được. Do đó, mặc dù chúng ta học, tôi hướng dẫn các bạn về bộ môn hóa sinh lâm sàng là bộ môn về xét nghiệm, tuy nhiên chúng tôi không bao giờ hạ thấp hay là nói đánh giá gì quá cao một cái xét nghiệm, mà tôi luôn nói các bạn là phải cân nhắc. Một người bệnh nhân sẽ luôn luôn có ba khía cạnh: bệnh sử, lâm sàng và cận lâm sàng, và các bạn sẽ phải áp dụng nó vô cùng là dùng nhuyễn và một cách là khéo léo cũng như là tuyển chuyển để mà có được giá trị tốt cho bệnh nhân ha. Rồi các bạn có ý kiến gì không? Bệnh án đầu tiên tới đây là kết thúc rồi ha. Các bạn có ý kiến gì hay không? Hay là có thắc mắc gì hay không ha? Các bạn có thắc mắc bất kỳ một cái gì, có thể là về chỉ định xét nghiệm hay về cái gì đó, thì tôi sẽ đáp cho các bạn ha. Bởi vì chúng ta đây là buổi thứ tư rồi, chúng ta sẽ còn gặp nhau buổi thứ năm nữa thôi ha. Cho nên là các bạn có bất kỳ
thắc mắc gì các bạn đang hỏi ha. Và tôi khẳng định các bạn luôn là năm nào cũng sẽ có ít nhất là từ 3 câu tới 5 câu của các bài mạch vành ha, cho nên rằng là cố gắng lấy điểm phần này thật tốt nha. Rồi trong lúc mà các bạn mà suy nghĩ câu hỏi thắc mắc á, thì tôi sẽ tiến hành điểm danh lần 2 ha. Điểm danh lần 2 ha. Các bạn cứ thoải mái thắc mắc nha các bạn. Tại vì các bạn thắc mắc thì tôi mới có thể tôi biết được, tôi giúp các bạn được nha. Còn nếu các bạn mà không có thắc mắc thì tôi không biết là các bạn đang không có rõ chỗ nào nữa ha. Rồi, các bạn vừa suy nghĩ câu hỏi thắc mắc, các bạn vừa tiến hành điểm danh nha các bạn. Thầy ơi, nó cứ để mạng hạn hoài. Thầy ơi, cái này là mình điểm danh chung luôn đúng không ạ? Ờ đúng rồi, tất cả các đối tượng điểm danh chung luôn em. Từ lần 1 tới giờ em cứ quét mã hết hạn rồi mà mã nó còn trong. Chả không được em nhờ bạn em là gửi cái em bị từ lần 1 tới giờ. Ờ được em, được em. Em cứ bạn nào nếu như mà trong tình bạn ngày hôm nay không không điểm danh được á thì cứ việc gửi bằng chứng lên kênh chat ha. Thì sau đó nhờ ban cán sự của từng lớp ha sẽ là các bạn gửi lên kênh chat, sau các bạn thông báo cho ban cán sự, sau đó ban cán sự sẽ gửi thông tin về lại cho tôi ha, thì tôi sẽ gửi cho thư ký bộ môn, thì lúc đó là chị thư ký sẽ cập nhật ha, cho các bạn để đảm bảo quyền lợi các bạn ha. Ừ. Điểm danh được thầy. Dạ các bạn. Các bạn cứ điểm danh đi. Đó trong đang trạng thái. Nó đang trạng thái đã kết thúc và mà và cái thời gian nó không có trôi dần, em thấy nó vẫn 20 giây nó không có trôi. Ừ, cái máy bên đây của tôi thì vẫn chạy được nhưng cái máy bên đây nó lại sao đó. Sao em? Không, bữa nay chưa có thi nha em. Hiện nay tôi nhận thông tin là bữa nay hình như chưa có thi. Đó tôi sẽ hỏi lại. Rồi, em cảm ơn. Cái mã bên đây tôi không biết lý do gì nó không được thôi. Em lấy cái mã này em điểm danh nha. Đấy, cái mã 9 giờ điểm danh, cái lớp mà không điểm danh được do nó bị hư cái mã gì đó tôi không biết nữa ha, thì em lấy cái mã này cũng được ha, tại vì mình chỉ cần lấy 2/3 lần được là mình đã tiến hành là coi như điểm danh xong ngày hôm nay rồi ha, thì em cứ lấy cái mã này em điểm danh ha. Rồi cho các bạn thêm 2 phút mà điểm danh nha các bạn. Dạ thầy ơi. Sao ở trong phần điểm danh của em á thầy, không có cái thẻ của lúc nó, chỉ có một thẻ duy nhất của ngày hôm nay thôi thầy, là đã điểm danh rồi. Còn cái bây giờ cái mã này á, thì em không, em quét thì nó vẫn hiện là thành công nhưng mà mở ra phần điểm danh đó thầy thì không có cái thẻ đó. Không 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 sao đâu em không phải lo, em chỉ cần nó thành công mà được là nó sẽ ghi nhận lại hệ thống. Em cứ chụp hình lại màn hình để em chứng nhận lại điểm danh rồi thôi ha. Để nếu như về sau mà có điểm danh sót em thì em có bằng chứng. Không thành vấn đề gì hết em. Dạ em cảm ơn thầy. Sử dụng một mã chung cho nhiều đối tượng cho nên là có thể là có đối tượng thể hiện lên là thẻ, có đối tượng sẽ không thể hiện lên thẻ ha.
Rồi, một phút nữa tôi sẽ kết thúc quá trình điểm danh nha các em. Và mình kết thúc quá trình điểm danh ở đây nha tụi em. Mình sẽ quay lại bài học ha. Tại vì mình còn... Sao em? Rồi. Giờ giờ em cứ ghi nhận lại cái hình ảnh đó. Em chụp hình lại đó đi. Nếu như về sau mà nếu như tôi... Không điểm danh ngày hôm nay em cứ gửi lại cái bằng chứng đó. Tôi sẽ cập nhật cho em ha. Em đừng có lo ha. Em nhớ chụp hình lại màn hình. Các bạn nào mà nếu như bạn không có thể gửi hình ảnh lên được làm bằng chứng, các bạn cứ giữ hình ảnh đó lại ha. Thì nếu như về sau các bạn kiểm tra lại các bạn tổng kết cuối cùng, các bạn cảm thấy bị sót thì đừng có gì phải sợ hết. Các bạn cứ gửi lại những bằng chứng các bạn đã có, gửi cho bộ môn, bộ môn sẽ cập nhật các bạn ha. Rồi ha, mình kết thúc quá trình điểm danh đây ha. Để mình điểm danh một lần, hồi 9 giờ điểm danh rồi. Cái con cặp gì vậy? Đã được sử dụng bất ngờ nha. Nào mà nào mà mic thì tắt mic nha các em. Như các em có bỏ bài học nha để tránh làm ồn nha các em. Rồi, thì cái phần bệnh án thứ hai mà tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đó chính là bệnh án về viêm phổi ha. Thì bệnh nhân là như thế nào? Đây là bệnh nhân nam 60 tuổi nhập viện vì khó thở ha. Thì bệnh sử bệnh nhân khi mà khai thác được thì trước khi cách nhập viện 2 tuần bệnh nhân có tình trạng sốt cao 39 độ C, bệnh nhân có ho đầm vàng kèm khó thở, uống thuốc theo toa tại bệnh viện thì mình hỏi bệnh nhân thì mình không có rõ loại, bệnh nhân cũng không có nhớ, bệnh nhân không nên theo luôn. Mình không có bất kỳ thông tin nào thuốc bệnh nhân sử dụng. Và các triệu chứng này nó kéo dài trong suốt 2 tuần lễ vừa rồi, nó không giảm đi. Nhưng triệu chứng khó thở thì ngày càng tăng nhiều. Và bệnh nhân bắt buộc phải ngồi để thở chứ bệnh nhân không thể nào mà nằm thở được. Chính vì lý do đó bệnh nhân nhập viện. Như vậy rõ ràng một cái tiêu chuẩn điển hình đây là bệnh nhân có một biểu hiện về tình trạng khó thở rất là rõ rệt và kéo dài trong một thời gian. Về tiền căn của bệnh nhân thì bệnh nhân có tiền căn hút thuốc lá từ năm 20 tuổi. Và bệnh nhân hút một ngày một gói. Nếu như mình tính theo gói năm thì sẽ là bệnh nhân là 40 gói năm, rất là nhiều ha. Và bệnh nhân nói rằng là bệnh nhân đã được chẩn đoán COPD cách đây 5 năm. Và mình khi mình tiến hành mình tra cại thì bệnh nhân có COPD. Nhưng bệnh nhân cũng thừa nhận là bệnh nhân không đi khám thường xuyên, như vậy là về vấn đề tuân thủ điều trị bệnh nhân là không có. Về các tiền căn khác như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường thì bệnh nhân là hoàn toàn không có, cũng như khi chúng ta tra cứu lại trên cái hồ sơ bệnh án bệnh nhân thì cũng không có ghi nhận về những cái này. Như vậy, đó là về phần bệnh sử. Bệnh sử nổi trội lên là bệnh nhân là một người có tiền căn về bệnh lý phổi là COPD, là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nên như bạn nào không biết COPD là gì, là một bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Bệnh nhân không tuân thủ điều trị. Lần này nhập viện vào thì có tình trạng là sốt, ho đầm vàng và khó thở. Khi khám lúc nhập viện, chúng ta thấy mặt bệnh nhân tương đối nhanh, khoảng 120 phút. Huyết áp bệnh nhân thì tiệm cận ngay mức chẩn đoán tăng áp với 140/90 mmHg. Nhiệt độ bệnh nhân ngay tại thời điểm nhập viện nó thấy hành đo là 38,5 độ C. SpO2 bệnh nhân hạ rất nhiều là 85% và nhịp thở bệnh nhân là 35 lần một phút, bệnh nhân đang thở rất nhanh ha.
tiếp xúc bệnh nhân thì bệnh nhân có vẻ là tiếp xúc chặt. Chi giác bệnh nhân là đang ở tình trạng là ngủ gà, thở co kéo và chu môi. Khám các cơ quan khác thì tim thì mình thấy là tim nhanh đều, phổi thì là ranh ngáy, ranh đít lan tỏa cả hai phía trường, và đồng thời thêm là có ranh nổ ở đáy phổi phải. Gan thì là sờ dưới bờ sườn phải là khoảng 2 cm và mềm, không có trạng sơ cứng. Từ những cái đó, bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân ngay tại phòng cấp cứu đã đưa ra các chẩn đoán sơ bộ sau đây. Thứ nhất là bệnh nhân này có tình trạng suy hô hấp cấp do viêm phổi. Tại sao mình lại nghĩ suy hô hấp cấp do viêm phổi? Đầu tiên là bệnh nhân có một cái tình trạng là bệnh nhân thở rất nhanh, 35 lần trên 1 phút, thở co kéo, chu môi. Tần số thở trên 30 lần một phút đã thuộc vào tiêu chí chẩn đoán siêu hô hấp cấp rồi. Đồng thời là thể hiện rất rõ trên lâm sàng là bệnh nhân có cái bệnh sử khó thở và thở co kéo chu môi hiện tiếp trước mặt chúng ta khi thăm khám. Đo nồng độ SpO2 trong máu bệnh nhân tụt giảm rất nhiều, chỉ là 85% mà thôi. Như vậy là hoàn toàn thỏa tiêu chí cho một chẩn đoán siêu hô hấp cấp. Tại sao lại nghĩ là viêm phổi? Bởi vì cái triệu chứng của bệnh nhân là có tình trạng viêm. Đó chính là bệnh nhân có sốt cao trong suốt hai bữa nay còn ngày, nhưng mà thì thứ hai em nào đang mở micro ha, em có thể tắt micro ha để không ảnh hưởng các bạn khác ha. Rồi cái thứ hai nữa là tại sao lại nghĩ do viêm phổi? Bệnh nhân đang có tình trạng khó thở là tổn thương cơ quan này, có thể là tim hoặc là phổi, nhưng bệnh nhân có ho khạc đầm vàng ha, ho khạc đầm vàng có tình trạng sốt, nên tình trạng viêm và nhiễm trùng thể hiện rất rõ, và cơ quan gợi ý ngay đầu tiên ngay trước mắt chúng ta đó chính là cơ quan tại phổi. Cho nên là mình sẽ có thể chẩn đoán sơ bộ từ ban đầu là suy hô hấp cấp do viêm phổi. Cái thứ hai nữa là bệnh nhân có tiền căn COPD. Lần này bệnh nhân có tình trạng khó thở kéo dài ha, và mức độ nặng, bởi vì đã bước vào tình trạng suy hô hấp cấp rồi và đã có cái nền COPD sẵn, bây giờ khó thở hơn nên có thể là có đợt cấp trên cái nền tảng COPD. Và cách cuối cùng là bệnh nhân mặc dù không có tiền căn tăng huyết áp trước đó, nhưng lần này khi nhập viện vào chúng ta thấy là mình đo huyết áp bệnh nhân, ta thấy được là huyết áp bệnh nhân là 140/90. Như vậy là bệnh nhân đang có một cái biểu hiện tăng huyết áp ngay tại thời điểm này nhập viện, chúng ta cần phải theo dõi. Rồi với những cái chẩn đoán sơ bộ như vậy thì các bạn thử suy nghĩ trong vòng 5 phút là các bạn sẽ đề nghị các cận lâm sàng nào, và các bạn nhắc cho tôi là lý do vì sao bạn lại đề nghị các cận lâm sàng đó và các bạn mong đợi điều gì để trả lời ba câu hỏi hồi nãy bạn đọc tôi nói các bạn Thứ nhất là như vậy, các bạn đề nghị lý do cái đó là cái gì. Thứ hai, lý do và thứ ba là mong đợi gì từ kết quả cận lâm sàng các bạn đề nghị Tôi cho các bạn 5 phút để suy nghĩ các bạn hãy suy nghĩ, hoặc là bất kỳ bạn nào nghĩ được cái gì đó các bạn không biết đúng hay sai, các bạn cứ việc hỏi ha, bật mic lên hỏi, bật mic lên trả lời Tại vì các bạn đã học theo buổi trước, các bạn đã học hết về cái cuốn bài giảng sinh lâm sàng rồi ha, trong đó nó liệt kê rất nhiều kết quả xét nghiệm ha, thì các bạn cứ suy nghĩ xem trong tình huống này các bạn sẽ cần phải đề nghị cái gì. Tình huống trước này tôi đã tiến hành phân tích các bạn rồi, tôi không hỏi các bạn ha, thì dựa vào cái cách mà tiếp cận của tình huống trước các bạn thử trong tình huống lần này các bạn sẽ đề nghị cái gì ha, không có đúng sai ở đây ha, cứ mạnh dạn nha các bạn. Cái 8 giờ lần 2 năm mấy này nó chạy không? Phải nào? Hơn phải bật cái 9 giờ nó nhiệt nhanh luôn. Sao vậy? Không biết. Nó kêu là thẻ thì không thể tính nhanh nữa. Tại vì em đã không thể tắt rồi. Không biết. Bên đây mà nhanh luôn. Bên đây. Tại vì em đã mở bên này lâu quá rồi, em mới mở bên này thì nó sẽ không cần cho. Ủa gì giờ tao đi để mở đi. Tao thêm rồi. Để cho nó đang làm gì? Cho suy nghĩ tình huống này rồi. Để đi đứng sang. Vậy thì em phải tạo một cái thẻ mới chứ. Thế không nói được không? Ừ. Thế không nói được. Thì tắt này mà. Đi xíu. Một phút đi. Bạn nào mà có phần câu trả lời mà không biết là đúng hay là sai hay là có phù hợp hay không thì cứ mạnh trình ở mic nha các bạn.
tôi sẽ chờ các bạn ha. Tại vì nếu như tôi làm luôn nữa, tôi phân tích cho các bạn luôn, thì cái này là quý của tôi chứ không phải tôi của các bạn ha. Thì như vậy khi mà các bạn gặp các tình huống mà khi cuối đợt á, thì các bạn sẽ không có sự tự tin, các bạn sẽ rất là bối rối ha. Cho nên là các bạn giờ các bạn đang được luyện tập, các bạn mạnh dạn ha. Alo, dạ, thầy ơi. Nói đi em. Dạ, lúc này. Dạ, em sẽ đề nghị là cái BRB Rohatitonin công thức máu ở ít phần tỏ. À, bây giờ mình làm đi, mình đi từng cái chứ nha. Đầu tiên em đề nghị CRP với rocalcitonin. Lý do? Dạ, em muốn đánh giá tình trạng viêm và kiểm tra xem có viêm do vi khuẩn hay virus không. Em đánh giá tình trạng viêm. Tại vì bệnh nhân có ho đầm đà thì nhiều khả năng sẽ là viêm do vi khuẩn rồi. Nhưng mà làm thêm cái rocalcitonin nữa. Rồi. Em đã học bài các mặt cơ về viêm rồi đúng không? Em thử phân biệt cho tôi giữa CRP với rocalcitonin đi. Dạ, CRP là của gan nhưng nó sẽ tăng trong bất kỳ tình trạng viêm nào, không cần viêm do vi khuẩn hay virus. Em nhớ như rocalcitonin là tăng là do nhiễm khuẩn, còn không tăng trong trường hợp nhiễm virus. Rồi, như vậy cái này tôi cung cấp mình thêm mà nó không phải là vấn đề chủ cốt quan trọng chủ yếu. Ở đây là em đang đánh giá coi là bệnh nhân đang có thật sự có tình trạng viêm hay không. Để mục đích cuối cùng của em là để làm gì em? Em đánh giá mức độ viêm. Đánh giá mức độ viêm để cuối cùng em có thể cho bệnh nhân một cái chỉ định điều trị. Em có thể cho bệnh nhân sử dụng kháng sinh. Đúng không? Theo tôi hiểu như vậy đúng không? Đúng chưa? Dạ. Với lại làm thêm cái công thức máu tổng phân tích. Rồi, cái đầu tiên là các em mong đợi là em có thể làm một cái marker và dấu ấn viêm là CRP và rocalcitonin. Một cái CRP thì nó không đặc hiệu cho tình trạng là nhiễm virus hay là nhiễm vi khuẩn. Rocalcitonin thì nó sẽ hơi đặc thù cho cái vi khuẩn hơn và nó sẽ gợi ý cho các em thiền bản sinh hơn. Tuy nhiên, trong một tình huống nha em, cái này là tôi nói cho em thôi, em nên lựa chọn chỉ một trong hai mà thôi. Lý do vì sao? Bởi vì thứ nhất, nếu như em đánh giá rằng bệnh nhân này có nguy cơ là bị viêm phổi do vi khuẩn, em có thể sử dụng đơn giản là CRP hoặc là rocalcitonin, bởi vì cả hai cái này nó đều cung cấp cho em một khía cạnh là trả lời bệnh nhân đang có tình trạng viêm đang ở mức độ như thế nào, đang có rầm rộ hay không. Rocalcitonin nó có lợi thế hơn cái thằng CRP ở một điểm là gì? Đó chính là tùy thuộc theo mức độ tăng của rocalcitonin mà em sẽ quyết định là sử dụng kháng sinh cho bệnh nhân và dùng cái đó để theo dõi cái đáp ứng bệnh nhân để mà quyết định thời điểm ngưng kháng sinh cho bệnh nhân. Được không? Ở đây tôi không nói là em làm sai, nhưng ở đây nếu như trên khía cạnh hiện nay chúng ta cân nhắc về mặt kinh tế lợi ích cho bệnh nhân thì chúng ta chỉ nên lựa chọn một trong hai mà thôi. Em lựa CRP là vì giá thành nó rẻ và em đánh giá luôn là em như thế nào, nhưng cái rẻ thì nó sẽ không giúp cho em là gì, theo dõi tiến trình điều trị tốt bằng rocalcitonin và cho em một cái thông tin nghĩ rằng là em điều trị kháng sinh 5 ngày 7 ngày em thấy bệnh nhân giảm rồi, em không biết là có nên ngưng kháng sinh hay không, em cho thực hiện rocalcitonin để anh đánh giá được cái nồng độ rocalcitonin thời điểm ban đầu tới thời điểm bây giờ đã giảm được bao nhiêu phần trăm và rocalcitonin đã nằm trong cái khoảng mà em có thể tự tin ngưng kháng sinh cho bệnh nhân hay chưa, thì CRP nó không có được chuyện đó mà nó được cái chuyện rẻ. Em hiểu tôi không? Cho nên trong tình huống này em chỉ nên lựa chọn một trong hai mà thôi. Trừ khi nào, tôi nói trừ khi nào em thấy bệnh nhân có tình trạng viêm rất là rõ ràng, rất là rõ rệt, em làm CRP em lại thấy nó không tăng như em kỳ vọng, em không tăng như kỳ vọng nhưng mà em vẫn nghĩ bệnh nhân này là tình trạng viêm cần phải sử dụng kháng sinh thì em mới tiến hành cho thực hiện thêm rocalcitonin, chứ đừng bao giờ hạn chế, đừng bao giờ thực hiện hai cái này trên cùng một lúc, bởi vì cái chuyện đó thứ nhất là em đang không có phân tích rõ ràng và em cũng không có sự kỳ vọng cũng như là cái mong muốn cuối cùng của em, cái thứ hai là em có sẽ nguy cơ vô tình gây lãng phí. Và cái sự lãng phí này sẽ đặt em tới một nguy cơ là có khả năng bị xuất cán bộ y tế. Vậy sao? Em hiểu tôi không? Bởi vì khi mà đánh giá ra em giải thích lập luận em không chắc, em sẽ gặp một cái nguy cơ ngay, đó chính là cái sự không cần thiết khi thực hiện xét nghiệm. Thì như vậy nó là một chuyện đáng tiếc, mặc dù mình đang đứng mà muốn làm tốt cho bệnh nhân, mình đang muốn cung cấp thông tin cho bệnh nhân. Em hiểu tôi ha? Dạ, hiểu. Rồi, về công thức máu thì em làm cái đó để làm gì em? Em kỳ vọng là bạch cầu sẽ tăng. Nếu như mà bạch nhiễm khuẩn thì có thể là bạch cầu trung tính tăng nữa. Nếu như bạch cầu trung tính không tăng thì sao em? Thì em sẽ coi tiếp cái lympho để coi có bị nhiễm virus không ạ. Rồi,
công thức máu, ngoài đó ra em còn muốn coi cái công thức máu không? Em có cầu hay không? Tiểu cầu với hồng cầu. Ừ, tiểu cầu hồng cầu lúc này em coi nó nhằm làm gì em? Em coi tiểu cầu là để coi nó có bị giảm không ạ? Ừ, nếu như tiểu cầu giảm thì sao mà nếu như nó không giảm thì sao em? Tiểu cầu giảm thì em sợ nó sẽ có khả năng là nó đông máu thì sẽ làm thêm TT với APTT. Ừ. Ở đây tôi bổ sung cho em một cái này ha. Khi mà tiểu cầu mà nó giảm á, tại sao mình lại quan tâm tiểu cầu giảm? Sau này khi em học lên cái bệnh lý nhiễm nhiễm đi, thì một trong những cái mà nhiễm trùng huyết ha, nhiễm trùng huyết thì nó sẽ có suy đa cơ quan và nó sẽ có một tình trạng là tiểu cầu giảm ha, thì đó là một trong những cái triệu chứng suy đa tạng của nhiễm trùng huyết, dẫn tới là tiểu cầu giảm là một cái dấu hiệu, dấu ấn để mà gợi ý rằng bệnh nhân đang có tình trạng tổn thương đa cơ quan, và lúc đó là một cái dấu hiệu mà bệnh nhân đang có nguy cơ bước vào tình trạng nhiễm trùng huyết ha. Đó là cái gì về tiểu cầu. À, tôi bổ sung thêm cho em ha. Còn về phần hồng cầu thì đó là về cái xét nghiệm thường quy sẽ có được trong công thức máu, mình sẽ xem thêm để mà đánh giá về cái lượng hồng cầu của bệnh nhân, để đánh giá coi có những nguy cơ tiềm ẩn nào mà mình bỏ sót bệnh nhân hay không. Rồi, em còn thực hiện gì nữa không? À, cái X-quang phổi. Ờ, X-quang phổi, tại sao em lại dùng X-quang phổi? Tại vì em sợ là bệnh nhân có khả năng là biểu thị tổn thương trên hình ảnh, và em kỳ vọng ở khu vực vùng đáy phổi phải, tại vì bệnh nhân có rành nổ ở đó. Ừ, vậy là em kỳ vọng anh thấy tổn thương trên vùng đáy phổi phải, trên hình ảnh X-quang phổi. Vậy thì lỡ trong tình huống này nó không có gì sao em? Ừ, nếu không có gì em sẽ làm tiếp CT mà không biết là có cần thiết không ạ? À, nếu như mà không có gì em sẽ làm tiếp CT, đúng không? Em sẽ làm tiếp CT phổi. À, không, cái chuyện này của em là đây này, tôi đang hỏi em để mà em lập luận thêm thôi. Nếu như trong trường hợp này nó không có, em nghĩ tới hai chuyện. Đầu tiên em nghĩ một chuyện rất chính xác, đó chính là gì? Ờ, cái này nó có thể là nó chưa nhạy, hoặc là trong một số tình trạng bệnh lý viêm phổi em thì nó có thể là nó chưa biểu hiện một cách trực tiếp, nhưng bệnh nhân này đã có triệu chứng trong vòng cả 2 tuần lễ, cho nên cái chuyện không có biểu hiện tổn thương phổi là một chuyện gì đó cũng khá là khó ha. Thứ hai là bệnh nhân cũng đã COPD trong một khoảng thời gian rất là lâu ha, cho nên là về hình ảnh tổn thương phổi là nó sẽ có, nhưng mà có thể tình trạng viêm nó không cách rõ ràng, thì em lo ngại, em lo sợ, em có thể cho làm một cái CT scan nhất trí. Nhưng ở đây tôi muốn nói thêm điều đó là gì, nếu như trên X-quang phổi mà nó không có biểu hiện, hoặc thậm chí trên CT scan biểu hiện của nó viêm không rõ ràng, thì em nên nghĩ là ổ nhiễm trùng này xuất hiện từ một nơi khác. Em hiểu tôi không? Ở đây là gì, khi một cái kết quả cận lâm sàng ra mình kỳ vọng nó, nhưng nếu như kết quả trả lại nó không như kỳ vọng của mình phải lập tức có phương án suy nghĩ tiếp theo liền, mình không nên bị động. Em hiểu không? Thì thời gian mình bị động càng nhiều thì cái thời gian mà chậm trễ trong quá trình điều trị bệnh nhân càng kéo dài, hiểu ha? Yeah. Rồi em còn làm gì nữa không? Yeah, test COVID. À, test COVID. À, rất là chính xác ha, mình phải test COVID ha. Rồi, tại đây là thời điểm mà dịch COVID rất là nặng nề, mình sẽ phải test COVID. Rồi, đồng ý. Để em làm gì nữa? Còn làm gì nữa không? Dạ, em biết tới đây rồi. Rồi, tới đây. Rồi, có bạn nào bổ sung thêm không? Dạ, em làm khí máu động mạch, cấy đàm và làm kháng sinh đồ. Rồi, tại sao phải làm khí máu động mạch? Dạ, thầy là bởi vì đây có tình trạng suy hô hấp cấp, cho nên phải cần đánh giá cái tình trạng suy hô hấp cấp là bao nhiêu, CO2 và oxy trong máu là như thế nào. Ừ. Yeah. Rồi. Từ điều đó sẽ giúp em được chuyện gì? Em cũng không rõ. À, không, cái này là tôi đang hỏi tiếp em thôi. Tại vì một câu hỏi, một câu trả lời chỉ được giải đáp một cách trọn vẹn và giống như em hiểu vấn đề nhất khi tôi hỏi 5 lần vì sao. Ha, vì sao làm chuyện đó và vì cái đó là giúp em chuyện gì. Ha, ở đây bổ sung thêm cho em. Ha. Thứ nhất, việc em làm cái động mạch là hoàn toàn chính xác, bởi vì bệnh nhân đang có tình trạng suy hô hấp cấp. Khí máu động mạch sẽ cho chúng ta biết là gì, là bệnh nhân đang ở trong tình trạng rối loạn toan kiềm như thế nào là chuyện thứ nhất. Thứ hai là rối loạn hô hấp ở mức độ như thế nào, cần phải can thiệp ra sao. Và cái thứ ba, nó là một minh chứng không thể nào rõ ràng hơn, là bệnh nhân cần phải can thiệp ở một cái có thể là thở oxy cannula, có thể là thở oxy qua mask, hoặc thậm chí là dự liệu cho tình trạng là đặt khí quản. Và những cái tình huống đó mình cần phải có một bằng chứng minh chứng để việc can thiệp đó. Và khí máu động mạch là một trong những cái bằng chứng cụ thể rõ ràng, và cũng như là một cái giúp mình có thể theo dõi khả năng đáp ứng của bệnh nhân. Hoàn toàn đồng ý. Rồi, tiếp theo em đề nghị là gì?
Thưa thầy là cấy đàm và làm kháng sinh đồ. Rồi, cấy đàm kháng sinh đồ sẽ giúp gì cho em? Dạ, thầy là để coi thử đó là do nguyên nhân gì và có thể lựa chọn kháng sinh phù hợp để điều trị nó. Ừ, rồi. Trong trường hợp bệnh nhân đang lơ mơ như vậy, mình có thể kêu bệnh nhân ngồi dậy ho được không? Dạ. Dạ, em nghĩ là nếu mà trong tình trạng như vậy thì mình có thể điều trị bằng kinh nghiệm. Ừ, điều trị bằng kinh nghiệm. Rồi, nhưng mà bây giờ em vẫn muốn lấy đàm thì em có lấy được không? Dạ, có. Ừ. Nghĩa là về vấn đề cơ bản ở đây là vấn đề là cân nhắc thôi nha. Nhưng mà em vẫn có thể lấy đàm, nhưng em nên nhớ một điều này ha, là bệnh nhân đang suy hấp rất là nặng. Cái việc mà cố gắng lấy đàm có thể dẫn tới bệnh nhân bị suy hấp nặng hơn và cần phải đặt nội khí quản. Cho nên là mình có thể cân nhắc đây là một cái xét nghiệm về phía sau. Em hiểu tôi không? Dạ, đó, cái tôi hỏi em, tôi nói em là như vậy. Em có đúng, em có nguyên nhân rất rõ ràng. Em cần cấy đàm và kháng sinh đồ để em đánh giá coi là có nguyên nhân bệnh nhân này là cái gì, và kháng sinh cần dùng cho bệnh nhân này là cái gì. Tuy nhiên trong tình huống này bệnh nhân đang siêu hấp, nếu như em thấy anh đặt nội khí quản, sau đó em lấy cái dịch rửa phế quản để em làm cái sinh đồ, ok, nhất trí luôn. Nhưng mà trong tình huống này em đánh giá rằng bệnh nhân chưa cần đặt nội khí quản, nhưng mà việc em cố gắng em hút đàm ở phía dưới ha, có thể là đàm rất là đặc, thì bệnh nhân sẽ bước vào siêu hấp. À, do tình trạng mình can thiệp đưa một cái ống vào hút vào, bệnh nhân sẽ rất là khó thở, rất là khó chịu ha, và nó là một khá là sâm lớn, thì bệnh nhân sẽ bước vào, đáng lẽ là không cần đặt nội khí quản, nhưng mà vì can thiệp của mình, bệnh nhân sẽ cần đặt nội khí quản. Do đó ngay từ ban đầu mình có thể cho sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm, xét nghiệm phổ rộng ngay từ ban đầu, hoặc là kháng sinh theo yếu tố dịch tễ gì đó mình ta tiến hành làm, sau đó mình sẽ tiến hành thực hiện cái đàm kháng sinh đồ ở bước sau, bước tiếp theo. À, có thể là không ưu tiên nhất thiết nhất là ở thời điểm đó. Em hiểu tôi ha? Yeah. Rồi em còn làm gì nữa không? Dạ thưa thầy là có khi nào chờ bệnh nhân ổn định xong rồi mình làm thăm dò thông khí không thầy? Tại vì đây là tình trạng được cấp COPD cho nên em cũng không có cho bệnh nhân làm thăm dò chức năng thông khí. Dạ. Với lại là trong tình trạng tăng huyết áp á, thì em đề nghị là dĩ nhiên là đo huyết áp rồi. Thứ hai là tổng phân tích máu, làm ion đồ, ECG, đường huyết lúc đói, X quang, tổng phân tích nước tiểu, lipid, TSH, ALT, AST, creatinine máu à. Rồi, ha. Rồi. Phần của em xong thì tôi đã tiện ngay luôn ha, tại vì em đi cũng gần hết rồi ha, cho nên là tôi cũng tiến hành luôn. Thì đối với một bệnh nhân này ngay từ ban đầu ha, thì những cái mà em đề cập thêm ở đây tôi cũng vẫn chia làm ba màu ha cho các bạn thấy ha. Đầu tiên, cái đầu tiên ở đây là bệnh nhân có tình trạng viêm thể hiện rất rõ. Chính vì tình trạng viêm rất rõ mình cần cái bằng chứng về tình trạng viêm, công thức máu CRP bạn nào đã trả lời ha. X quang phổi để mà gợi ý ổ nhiễm trùng, thì em có thêm một cái khiến mà động mạch là hoàn toàn chính xác, bởi vì bệnh nhân đang có tình trạng siêu hấp. Rồi có một cái nữa là điện tim. Tại sao là điện tim? Thứ nhất, bệnh nhân này là yếu tố nguy cơ có, trên 40 tuổi ha, trên 40 tuổi 50 tuổi mà có bệnh lý nền nữa thì vấn đề về tim mạch là cần phải được xem xét. Và một cái điện tâm đồ nó không làm cái gì cả và nó không xâm lớn mà nó cho kết quả ngay và giúp khảo sát bệnh nhân ngay, cách nhận bỏ sót. Và thêm nữa là bệnh nhân đang có tình trạng tăng huyết áp, à, một cái bệnh lý về mặt tim mạch, cho nên việc khảo sát hay một cái điện tim đó là chuyện cần thiết. Sau đó là tới cái xét nghiệm mà giúp mình đánh giá tổng trạng của bệnh nhân để mà chúng ta có thể can thiệp điều trị và để tránh tình trạng là dẫn tới và vấn đề là điều trị dẫn tới là không cân nhắc, dẫn tới ảnh hưởng đến bệnh nhân là luco máu, creatinine, AST, ALT và ion đồ ha. Luco máu để đánh giá tình trạng đường huyết bệnh nhân. Bệnh nhân trong suốt 2 tuần lễ có tình trạng bị viêm, khả năng ăn uống bệnh nhân chưa chắc được đảm bảo. Em hiểu tôi không? Bệnh nhân có thể không ăn uống gì cả dẫn tới tình trạng là hạ đường huyết thì sao? Mình không biết trước được chuyện đó. Hạ đường huyết là một cái bệnh lý cấp cứu nữa. 2 tuần lễ mà trong tình trạng nhập viện là tình trạng là không còn tỉnh táo, bệnh nhân siêu hấp, có khả năng là bệnh nhân đã không ăn uống trong vài ngày. Và nguy cơ hạ đường huyết là nguy cơ có khả năng diễn ra. Cho nên bắt buộc mình phải làm luôn con máu. Cho nên tôi đưa luôn con máu lên đầu tiên. Em hiểu tôi không? Mặc dù bệnh nhân này có thể là không có đái tháo đường, tiền căn gì hết, nhưng mà bệnh nhân có một tình trạng là bệnh lý kéo dài và tình trạng không ổn trong khoảng thời gian dài, có thành nhân uống kém thì luôn có máu được đưa lên đầu tiên để mà đánh giá nhận hạ đường huyết bệnh nhân. Thứ hai là đánh giá chức năng gan thận. Bởi vì sao? Bởi vì mình sử dụng thuốc đa số chỉ có chỉ khóa là hai nơi thôi, là gan và thận. Và đồng thời gan và thận này nó sẽ đánh giá mình dạng nó gì, đó chính là cái chức năng, đặc biệt thêm anh thận nữa sẽ đánh giá được cái nguy cơ là có suy đa cơ quan hay không, à, cho tình trạng tăng creatinine. Và ion đồ để mà đánh giá được là rối loạn nước điện giải bệnh nhân có đi kèm hay không, để mà khi sử dụng thuốc, đặc biệt á, là có một số thuốc chống dự như là sabutamol chẳng hạn, à, những cái thuốc mà giãn thực quản ra cho bệnh nhân có tình trạng COPD, nó có khả năng làm rối loạn điện giải đi kèm, à, nó có khả năng làm rối loạn điện giải đi kèm. Cho nên lúc này cái chuyện mà ion đồ đi theo là một điều phù hợp. Và hơn nữa là gì, đó chính là chúng ta có làm huyết động mạch.
chúng ta phải có thêm các ion đồ đi kèm để chi nếu như bệnh nhân có tình trạng toan chuyển hóa hay kiềm chuyển hóa gì đó, chúng ta cần phải bù ion đồ thì chúng ta có một cái cơ sở để mà tính toán, để mà tính toán để mà coi tiên lượng của bệnh nhân. Và cái cuối cùng là tổn thương tiểu là một cái xét nghiệm thường quy khác đi kèm ha, để mà chúng ta phải đánh giá. Còn về cái vấn đề mà là các xét nghiệm có thể cân nhắc thực hiện sau, thì trong tình huống này chúng ta sẽ soi cái đàm cần khác sinh đồn giống như em đã đề cập và là chính xác. Và thêm nữa đó là gì, đó chính là chúng ta phải cân nhắc tới bệnh nhân có nguy cơ bị lao hay không ha, ta phải cân nhắc bệnh nhân có nguy cơ bị lao hay không ha. Bởi vì triệu chứng về bệnh lao nó có thể là nó không điển hình, hoặc là nó là một cái bệnh lý nó có thể nguy cơ gặp bao nhiêu bệnh nhân mà có thể trạng làm nền tảng tổn thương phổi trước đó, thì bắt buộc chúng ta phải cân nhắc bệnh nhân có nguy cơ bị lao hay không. Nha. Rồi các bạn có ý kiến hay thắc mắc gì về cái này hay không? Dạ thầy ơi. Dạ cho em hỏi cái phần khí máu động mạch đó thầy nhắc là mục đích dùng để làm gì giúp em, nghe không rõ nãy. Rồi mục đích của khí máu động mạch, mục đích của khí máu động mạch là làm gì? Thứ nhất đó chính là đánh giá về rối loạn thăng bằng nội môi là chuyện đầu tiên, được không? Tại vì nó sẽ cho mình biết là pH máu là bao nhiêu là chuyện thứ nhất. Thứ hai là nó cho mình biết được là cái nguyên nhân rối loạn này là do hô hấp hay là do chuyển hóa, từ đó để có can thiệp cấp phù hợp. Cái thứ ba là gì? Cái nồng độ oxy và CO2 ở trong máu sẽ quyết định cho cái vấn đề mình can thiệp bệnh nhân mức độ thở là như thế nào. Có thể là mình chỉ mức độ không đến nổi, mình có thể can thiệp thở qua cannula thôi. Nặng hơn mình sẽ cho thở mask, và cuối cùng nặng nhất bệnh nhân hoàn toàn không thể nào thở được, mình sẽ cho đặt nội khí quản. Và cái việc mình theo dõi cái sự thay đổi của động mạch đó để mình đánh giá được là cái đáp ứng điều trị của mình nó có phù hợp với tình trạng lâm sàng bệnh nhân hay chưa. Nếu như chuyển tiến tốt, mình có thể tiến hành là giảm dần cái việc hỗ trợ oxy. Nếu như triệu chứng nặng hơn, mình có thể can thiệp ở mức độ tăng dần theo thời gian. Và nó trở thành một bằng chứng pháp lý vô cùng rõ ràng về việc mình thực hiện và các lý do mình thực hiện cũng như là đánh giá bệnh nhân một cách hoàn chỉnh nhất. Ha. Rồi, tuy nhiên như vậy em có cảm thấy là phù hợp với em chưa? Dạ, dạ được, dạ cảm ơn thầy. Dạ, rồi. Dạ thầy ơi, thầy. Em nói đi. Dạ, em học ngày trước em thấy học hội là ALT với AST là để đánh giá tổn thương gan ạ. Còn chức năng gan thì xài albumin với prothrombin time á thầy. Thì AST, ALT đây là chức năng gan hay là tổn thương gan thầy? Em hỏi một câu rất là hay, rất là chính xác ha. AST, ALT đó là đánh giá tình trạng tổn thương gan. Em nói là hoàn toàn chính xác ha. Nhưng mà AST và ALT thì chỉ riêng hẳn ALT là tương hóa đặc hiệu cho gan thôi. Còn về đánh giá chức năng gan thì chức năng gan nó có nhiều chức năng. Chức năng tổng hợp, chức năng chế tiết và chức năng về mặt chuyển hóa, đồng ý không? Chức năng gan nó có nhiều lắm nha. Gan là nhà máy của mình, nó gồm có là tổng hợp, chế tiết và chuyển hóa. Tuy nhiên trong cái tình huống này mình đánh giá coi là bệnh nhân có tình trạng là tổn thương bằng cách là nó có thể rối loạn một cái chức năng gì đó dẫn đến gây tình trạng là tổn thương gan, mình sẽ đánh giá qua AST và ALT. Em hiểu không? Trong tình huống này em làm bilirubin, em làm albumin, em làm prothrombin time, nó không phản ánh một cách trực tiếp là gan đang như thế nào. Nó chỉ nói là về vấn đề đó, riêng phần albumin gan tổng hợp tốt hay không, viêm phần protein time là gan tổng hợp cái chức năng máu tốt hay không, chứ nó không giúp em được cái vấn đề là em sử dụng thuốc này nó có nguy cơ gây tổn thương gan nhiều hơn hay không. Em hiểu tôi không? Dạ, em hiểu. Cái đó là do trong tình huống cụ thể, ví dụ như mình mắc bệnh lý sơ gan chẳng hạn, em muốn đánh giá coi bệnh nhân sơ gan là rõ ràng lắm rồi, viêm tại gan cũng rõ ràng rồi, nhưng bây giờ em muốn đánh giá là chức năng của gan còn có khả năng hoạt động như vậy hay không, cần phải can thiệp như thế hay không. Còn đây là mình đánh giá coi là gan có khả năng chịu đựng cái liệu pháp điều trị mình hay không, và việc mình điều chỉnh như vậy có khả năng nguy cơ làm gây tổn thương gan nhiều hơn hay không. Khi em gây tổn thương gan nhiều hơn hay không là đó là ảnh hưởng đến chức năng của gan. Em hiểu không? Rồi có câu hỏi tiếp theo không tụi em? Hỏi thoải mái nha tụi em. Yêu. Dạ. Cho em rồi. Hỏi về cái phần tổng phân tích nước tiểu là mình đang đánh giá về chức năng của thận đúng không thầy? Tổng phân tích nước tiểu thì nói về đánh giá chức năng của thận thì nó không đúng em. Nó đánh giá về khả năng bài tiết của thận một chút xíu, mà để hoàn toàn đánh giá chức năng của thận thì nó không có đủ thông tin để mà nó trả lời cho em cái đó. Nhưng có thể đánh giá một phần nữa nó có thể trả lời tiểu hay không ha, và rất nhiều cái nguyên nhân khác sau đó nữa ha. Nhưng nó chỉ trả lời được một phần nhỏ thôi. Còn về chức năng của thận, đánh giá về chức năng của thận là mình thận nó có rất nhiều chức năng nội tiết,
chức năng điều hòa cân bằng nội môi ha, và chức năng về lọc ha. Cho nên rằng là để nói về đánh giá chức năng thận thì đánh giá một cách toàn thể như vậy, giống như creatinine cũng không phải là nói thẳng một câu là đánh giá về chức năng của thận được, mà đánh giá về khả năng lọc của thận nó còn đảm bảo hay không, và lúc đó mình đánh giá một cách gián tiếp nào đó tổng thể chức năng của thận. Chứ còn thận nó có làm rất là nhiều trò khác nữa, chứ không phải chỉ riêng là về vấn đề là lọc creatinine không. Em hiểu cái tên đó ha, nghĩa là mình tổng phân tích nước tiểu để mình củng cố cái quan điểm là về mà suy đa cơ quan do nhiễm khuẩn huyết đó, hả thầy? Không, tổng nước tiểu nó không trả lời cho em được cái là suy đa cơ quan do nhiễm khuẩn huyết đâu. Tổng nước tiểu nó chỉ là một xét nghiệm thường quy là cái nhất. Cái thứ hai là gì? Đa số cái sau này các em học niệu em sẽ thấy một vấn đề đó chính là đa số các loại mà nhiễm trùng tiểu á, thường nó triệu chứng nó không có rõ ràng. Triệu chứng nó không có rõ ràng. Chính vì triệu chứng nó không có rõ ràng đôi khi mình hay bỏ sót nữa. Thì tổng thể nước tiểu là một cái gợi ý cho em, ví dụ như em thấy một là em thấy có sát bạch cầu, hai là em thấy có cái hàng enzyme citrate nó bị dương tính, như vậy nó gợi ý trong tình trạng là nhiễm trùng tiểu. Hiểu tôi nói không? Chứ không phải là bệnh nhân tiểu gắt tiểu buốt thì bệnh nhân bị trùng tiểu không có đâu. Nhiều khi bệnh nhân không có tiểu gắt tiểu buốt vậy đó. Xét nghiệm thường quy là mình nên làm. Đúng rồi, mình nên làm để mình đánh giá tổng thể bệnh nhân. Em hiểu tôi ha? Dạ, cảm ơn. Dạ thầy, cho em hỏi là bây giờ cái cận lâm sàng ban đầu mình có đánh giá cận lâm sàng biến chứng hay nguyên nhân của các yếu tố đó để mình có thể điều trị tốt hơn không thầy? Em được quyền làm chuyện đó. Em được quyền làm chuyện đó. Tuy nhiên nếu như em làm cái chuyện đó mà em dùng từ là em có thể làm, em có lý do rõ ràng và em phải có bằng chứng ha. Và cái việc mà em tiến hành điều trị cho bệnh nhân ngay tại thời điểm ban đầu nó sẽ đóng vai trò quan trọng hơn là em cố gắng em chờ tất cả các kết quả xét nghiệm để mà cuối cùng em mới quyết định điều trị cho bệnh nhân. Ở đây là chỉ là đang hướng dẫn tập cho tụi em thôi. Còn về theo từng tình huống chuyên biệt, em đánh giá rằng có nguy cơ biến chứng này ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, em cần phải làm thêm thì em cứ việc làm. Miễn sao em có khả năng lập luận chính xác và cái điều đó nó quyết định tới khả năng sống còn bệnh nhân và ảnh hưởng điều trị của em rất là nặng thì em cứ việc tiến hành, không có ép buộc em là không nên làm ha. Dạ em cảm ơn thầy. Dạ, thầy ơi, cho em hỏi là sao mình chọn CRP mà mình không chọn là lý do mà mình chọn CRP ở đây là thứ nhất là gì, là tôi chỉ muốn đánh giá làm bệnh nhân cái tình trạng viêm bệnh nhân đang ở mức độ như thế nào hay nhất ha. Cái thứ hai nữa là tôi chọn lý thuyết là nó rẻ tiền. Cái hai nữa là nó rẻ tiền, nó không phải cho bệnh nhân tốn kém một cái chi phí nào quá ha, mà nó vẫn cung cấp cho tôi được một cái thông tin về tình trạng viêm của bệnh nhân. Trong trường hợp nếu như mà tôi sử dụng progestonium tôi sẽ có được nhiều thứ hơn, nhưng mà nó sẽ ngược lại là cái gì, đó chính là bệnh nhân sẽ phải tốn kém chi phí nhiều hơn. Trong tình huống này tôi đã quyết định là chắc chắn bệnh nhân tôi sẽ phải sử dụng kháng sinh rồi ha, tại bệnh nhân có một cái tiền căn COPD rất là dữ dội. Cái thứ hai là bệnh nhân có sốt cao và có ho khạc đờm vàng, gần như là tôi sẽ sử dụng kháng sinh cho bệnh nhân rồi và tôi cũng chưa cần phải đợi tới cái kết quả cận lâm sàng RAM, tôi sẽ cho sử dụng kháng sinh ngay từ ban đầu để tránh tình trạng là trì hoãn thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới bệnh nhân ha. Cho nên là tôi sẽ sử dụng kháng sinh. Do đó là tôi chỉ cần một cái thông tin để mà theo dõi tình trạng bệnh nhân ngay tại thời điểm đó mà thôi. Còn về progestonin thì nó mắc, tốn kém và tốn thời gian, tôi sẽ đợi trong một tình huống khác. Có thể là sau khi điều trị rồi tôi thấy cảm thấy là bệnh nhân không ổn, hoặc là tôi cảm thấy là tôi cần phải quyết định là bệnh nhân có nên ngưng kháng sinh hay không, thì lúc đó tôi có thể cho làm progestonin ngay tại thời điểm mà tôi quyết định tôi ngưng kháng sinh hay không, bằng cách là nó nằm ở trong cái khoảng mà tôi có thể là yên tâm rằng việc tôi ngưng kháng sinh không ảnh hưởng tới bệnh nhân. Thì lúc đó tôi chỉ cần sử dụng một lần và nó tốn kém cho bệnh nhân thôi. Dạ thầy ơi. Rồi em nói đi. Dạ cho em hỏi cái số 5 điện tim á thầy. Thầy có thể giảng cái rủi ro mình làm này. Không, cái nghĩa là mình dự đoán thầy. Nếu mình đo ra rồi thì mình dự đoán dùng để làm gì thầy. Rồi, thứ nhất nè, em thấy bệnh nhân này nhịp tim bệnh nhân này tôi nói nhanh đúng không? Dạ. Bệnh nhân này nhịp tim này nhanh có thể là do hai trường hợp. Một là do bệnh nhân đang có tình trạng rối loạn hô hấp. Được chưa? Nó có thể làm đẩy lên nhịp tim. Thứ hai có thể cho bệnh nhân sốt. Sốt cao cũng là nguyên nhân gây tăng nhịp tim. Đồng ý không? Rồi, cái đó là cái mình đang nghĩ. Cái đó là cái mình đang nghĩ, nhưng cũng không loại trừ được là bệnh nhân đang có một cái rối loạn nhịp khác đi kèm. Em đồng ý không? Dạ đồng ý. Cho nên cái việc em đo điện tâm đồ em coi cái này nó còn là nhịp xoang không? Nó có rối loạn dẫn truyền gì không? Nhịp nó có đều hay không? Hay nhịp nó bắt đầu không đều rồi? Dạ. Cái đó đánh giá rẻ tiền nhất mà có kết quả thông tin hiệu quả ngay, đó là điện tim. Dạ, nếu như mình nghi ngờ là bệnh nhân có thể suy tim thì liệu có thấy được không thầy?
Suy tim thì theo tôi, theo kinh nghiệm của tôi, suy tim thì khó thấy được lắm, trừ khi nào nó là một cái những một số dạng bệnh lý mà tim nó đặc hiệu thì mình may mắn thấy được một số này thôi, chứ còn suy tim tôi chỉ thấy là trẻ gì suy tim bây giờ người ta chia theo phân loại lâm sàng em là phân suất tống máu cao, phân suất tống máu thấp và phân suất tống máu bảo tồn. Mà nói tới phân suất tống máu là phải là suy tim. Cho nên là trên điện tim mà để đánh giá suy tim thì tôi cảm thấy nó hơi khập khiễng một chút xíu, mới là mình dùng một cái kính soi để mà đánh giá một tình trạng thì nó hơi khó. Tuy nhiên nếu như suy tim mà có phì đại thất phải thì đại thất trái thì trên điện tâm độ em có thấy được, tôi nhất trí chuyện đó. Nhưng mà về những vấn đề khác khía cạnh của suy tim thì nó không trả lời được hết cho em, cho nên là mình không phải kỳ vọng một công cụ mà có thể trả lời hết tất cả những khía cạnh mình quan tâm được. Em hiểu tôi nói không? Dạ hiểu. Mình đã kỳ vọng được một số thông tin nhất định mình lấy từ cái cận lâm sàng đó mà thôi. Dạ, do bệnh nhân này bị COPD nặng đó thì nên em nghĩ có thể sẽ bị suy tim. Thì em có thể là em cứ điều trị cho bệnh nhân, sau đó em sẽ cho một cái suy tim nếu em đó là có nguy cơ của em. Em hiểu tôi nói không? Ví dụ em khám, em thấy một vài bữa nữa em thấy cái mạch phổi lỗi nè, được chưa? Em nói có nguy cơ bị suy tim nha. Ok, giờ điều trị phổi cho bệnh nhân trước cho ổn đã, rồi sau đó mình sẽ đánh giá suy tim cho bệnh nhân. Cũng được, không ai nói là em làm không có một cái lý do nào cả, nhưng mà tại thời điểm này cái đó nó có thật sự cái cân nhắc với em hay không thôi ha. Dạ cảm ơn thầy. Dạ thầy ơi, cho em hỏi là em nghe thầy giảng là mình xét nghiệm nhiều thì là khó chẩn đoán thầy, mà em đi bệnh viện khám bệnh người ta kêu là xét nghiệm tổng quát, vậy là xét nghiệm tổng quát đó là làm xét nghiệm gì thầy? Cái câu mà xét nghiệm tổng quát đó là một những câu xét nghiệm mà tôi cảm thấy nó không đúng. Tại bởi vì xét nghiệm tổng quát chẳng qua là nó xét nghiệm thường quy thôi. Nó cũng là gluco, creatinine, AST, ALT, có thể thêm lipid máu, thêm ion đồ thôi ha. Nên người ta gán cho đó là cái xét nghiệm tổng quát. Chứ thật sự ra thì cái xét nghiệm đó nó phụ thuộc vào và nó không, đôi khi thông tin nó cung cấp lại nó không có nhiều như mà cái người ta quảng cáo đối với mình. Ha. Và cái việc cái đó nó đôi khi tấm hình ảnh tôi nói cái đôi khi cái xét nghiệm ra mà mình không dự đoán trước được những gì nó diễn ra thì như vậy thì cuối cùng mình nhận lại nó mình cũng không được gì. Tôi lấy ví dụ như là các em học bài về xét nghiệm lipid máu rồi đúng không, đúng chưa? Trong xét nghiệm lipid máu mình có rất nhiều cái chỉ số, có thể là triglyceride, cholesterol, LDL và HDL. Tuy nhiên về vấn đề mà can thiệp điều trị tối đại lipid máu á, thì đa số mình chỉ nhắm vào cái anh đó là anh LDL thôi, đó là anh LDL. Cho nên là nếu như mình không đánh giá lâm sàng bệnh nhân một cách tổng thể mà mình chỉ dựa vào một cái xét nghiệm, mình sẽ không bao giờ mình biết được là như thế nào là tối ưu cho bệnh nhân này. Em hiểu tôi không? Cho nên cái việc mà cứ cho làm xét nghiệm để mà nói là xét nghiệm tổng quát để coi có khỏe hay không, mặc dù tôi biết rằng đó là một trong những cái phương pháp để mà cải thiện đời sống cho bác sĩ ở tại bệnh viện, tuy nhiên nó là một cái về mặt khoa học mình đứng ở một cái gạch khoa học, cái điều đó đôi khi không tin đem lại nó không đủ. Và nó cũng không giúp cho mình được là bệnh nhân này mình cần phải đánh giá như thế nào ha. Và đó chỉ là những xét nghiệm vô cùng cơ bản thôi, chỉ là gluco, chỉ là ST, là ALT, creatinine, có thể thêm lipid máu và có thể là thêm HB1C chẳng hạn và tổng thể máu mà thôi. Nó là những xét nghiệm vô cùng thường quy, và nếu như không có cái dấu chỉ điểm nào đó thì việc kết quả xét nghiệm đó ra nó cũng không giúp ích gì về cho vấn đề thông tin mình nhận được ha. Dạ, cảm ơn thầy. Nào các bạn có câu hỏi nào tiếp không? Ha, các bạn có thể hỏi bất kỳ điều gì ha, có thể là không nằm trong bệnh án cũng được, các bạn có thể hỏi một cái gì đó liên quan tới sinh học phân tử cũng được ha. Thì thắc mắc các bạn cần phải giải đáp để mà các bạn có thể tự tin ha, tại vì thời gian chúng ta tiếp xúc với nhau còn là buổi này buổi sau nữa thôi ha. Thì trong lúc các bạn suy nghĩ thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái kỹ năng nữa, đó chính là về hướng dẫn đọc hiến máu động mạch ha. Tại vì năm nào cũng sẽ than là hiến máu động mạch khó quá, không đọc được. Tôi cũng thừa nhận ha, tại vì hiến máu động mạch nó là một cái kỹ năng mà các bạn cần phải có thực tập nhiều. Và cái thứ hai nữa là không chỉ là khó khăn cho các bạn sinh viên mà nó cũng còn gây khó khăn cho một số các bạn vừa mới tốt nghiệp ra trường, thì nó cũng là hơi khó khăn nữa, tại vì nó rất nhiều chỉ số và nó cũng hơi rắc rối một chút xíu. Tuy nhiên là mình tiếp cận thêm trên khía cạnh là mình bình tĩnh, mình làm thì nó sẽ ổn và tích lũy dần theo thời gian. Thì bộ môn thì cũng đã có hướng dẫn đọc khí máu trong sách rồi ha. Tuy nhiên là sẽ hướng dẫn theo nhiều trường phái khác nhau. Thì ở đây là tôi theo hướng dẫn theo cái hướng mà tôi nghĩ rằng là nó dễ tiếp cận, và thứ hai là bạn ấy áp dụng nhiều
tại cái việc thực hành của các bạn trong tương lai ha. Rồi, chúng ta sẽ sang phần là phần khí máu động mạch ha. Rồi, thì khí máu động mạch đó, thì đầu tiên khi mà mình nói là mình làm khí máu động mạch thì mình phải biết là khí máu động mạch là nó làm cái gì, nó đo cái gì ha, nó đo cái gì, nó đánh giá cái gì ha. Thì đầu tiên á, là mình phải biết được cái chỉ số bình thường ha. Cái này không yêu cầu các bạn nhớ, khi đi thi tôi sẽ hứa với các bạn là tôi sẽ cho cái chỉ số bình thường ở cái bên để cho các bạn làm đối xứng, để các bạn biết như thế nào là bình thường, như thế nào là không bình thường. Tuy nhiên về cái việc phân tích như thế nào các bạn phải tự động học ha. Thì đầu tiên á, là mình sẽ có hai loại đánh giá. Đầu tiên là đánh giá về nồng độ oxy. Để đánh giá nồng độ oxy thì chúng ta sẽ có hai chỉ số thì cho các bạn học. Đó chính là BaO2. BaO2 mà một trong những chỉ số bình thường ha, gọi là phân suất của oxy ha, thì nó sẽ là từ 80 tới 100 mm thủy ngân. SaO2 đó chính là độ bão hòa oxy trong máu, thì sẽ là từ 95 tới 100%. Đây là chỉ số bình thường. Cái thứ hai là đánh giá khả năng toan kiềm, thì nó sẽ là dựa vào ba chỉ số. Thứ nhất là pH, BaCO2 và HCO3 trừ. pH á, thì được cho là khoảng bình thường là 7.35 cho tới 7.45, nhưng mà trung vị là 7.4, nghĩa là cơ thể chúng ta sẽ cố gắng duy trì ở mức là 7.4. Và khi như mà là sang khoảng 7.4 chút xíu, ví dụ như là 7.39 chẳng hạn, nó vẫn là bình thường thôi. Nhưng mà lúc đó tôi muốn các bạn là định có một cái ý nghĩa là gì, nó đang bình thường nhưng nó có vẻ đang hơi hướng toan một chút xíu, đúng không? Nó đang có xu hướng giảm dần, hướng toan một chút xíu. Còn ngược lại, nếu như là 7.42, nó vẫn trong khoảng bình thường nhất trí nhưng nó đang hơi hướng kiềm một chút xíu. Ta lấy cái khoảng mốc trung vị 7.4 ha, mình thống nhất với nhau ha. Nếu như lệch 7.4 một chút xíu, mình vẫn cho nó là bình thường nhưng mà nó hơi hướng toan và hơi hướng kìm một chút xíu, tùy thuộc theo nó lệch như vậy hướng nào. Thứ hai nữa là về BaCO2. Đối với BaCO2 á, thì lúc này là cái của mình á, trung bình mình là từ 35 tới 45 ha, và trung vị của mình là 40. À, nhất trí mình nhớ con số trung vị nha, thì con số trung vị nó sẽ là đóng vai trò là cột mốc để mình tính toán về sau. HCO3 trừ thì mình sẽ lấy là từ 22 tới 26 và trung vị mình là 24. Những con số này không bắt buộc các bạn phải nhớ nhưng các bạn nên nhớ để các bạn có thể tính toán và các bạn có thể suy luận nó nhanh hơn ha. Rồi, về các bước mà tiến hành đọc khí máu động mạch ha, thì nó sẽ gồm có 5 bước cơ bản. Bước 1 là bệnh nhân có suy hô hấp hay không. Suy hô hấp dạng gì? Giảm oxy máu hay tăng CO2 máu. Thì cái bước 1 này thì nó hơi chuyên sâu và đặc biệt quá, thì trong cái dạng bài học ngày hôm nay tôi sẽ không hướng dẫn các bạn bước 1. Và tôi hứa với các bạn luôn là thi cuối đợt sẽ không có hỏi câu dạng bước 1 ha. Bước 2 là toan máu hay kiềm máu dựa vào chỉ số pH. Bước 3, rối loạn nguyên phát là do hô hấp hay là do chuyển hóa. Bước 4 là có bù trừ đủ hay không, và nếu không thì kèm theo rối loạn nào. Khi đi thi tôi chỉ hỏi cho các bạn bước 2, bước 3 và bước 4, tôi đỏ lên ha. Bước 5, nguyên nhân nó là gì? Thì nó cũng hơi khó và nó không phải là mục tiêu hướng dẫn các bạn bước ban đầu, cho nên bước 5 tôi cũng sẽ không hỏi các bạn khi đi thi. Tóm lại, khi đi thi các bạn gặp một bài khí máu động mạch, tôi sẽ chỉ hỏi bạn bước 2, bước 3 và bước 4, không ở bước 1 và bước 5. Tuy nhiên trong phần bài giảng tôi gửi cho các bạn có thể có gồm luôn cả 5 bước. Cái đó là cung cấp thêm tài liệu cho các bạn để các bạn có thể một cái tài liệu tham khảo hướng dẫn thêm về một trường phái đặc khoa động mạch. Này, mình nhất trí với nhau, mình thống nhất với nhau về luật chơi ha. Nói rõ ràng với nhau là mình sẽ hỏi như thế nào ha. Rồi, thì cái bước đầu tiên mình sẽ không tiến hành phân tích ở đây. Mình sẽ tiến hành phân tích bước thứ hai là toan hay là kiềm. Để trả lời là toan hay là kiềm, mình phải dựa vào chỉ số pH. Mà một chỉ số pH mình đã biết khoảng bình thường là bao nhiêu rồi đúng không? Mình là 7.35 tới 7.45. Như vậy bé hơn 7.35 là toan, còn lớn hơn 7.45 ta gọi là kiềm. Được chưa? Câu thì rất là đơn giản ha, cho nên là mình hỏi là cái này là toan hay là kiềm thì trả lời được ngay ha, cho nên là một câu hỏi này thì là câu hỏi cho điểm ha, đừng sai cái này ha. Rồi, bước tiếp theo, rối loạn nguyên phát đó là gì? Mình biết rằng là nó có hai loại nguyên phát, một là nguyên nhân do hô hấp, hai là nguyên nhân do chuyển hóa. Làm sao biết được nó là hô hấp hay chuyển hóa thì phải phụ thuộc, thứ nhất là dựa vào cái yếu tố chính thúc đẩy của nó. Ví dụ ở đây mình có lấy trường hợp là toan thì nó có thể là do toan hô hấp hay là toan chuyển hóa. Nếu như mà là toan chuyển hóa, nếu như mà toan chuyển hóa thì sẽ có tình trạng là giảm HCO3 trừ và giảm xương CO2. Ngược lại, nếu như mà là toan hô hấp thì lúc này sẽ là tăng CO2 và tăng CO3 trừ. Cho nên người ta mới nói một câu là cái gì? Chuyển hóa thì nó sẽ cùng chiều, còn hô hấp thì nó sẽ ngược chiều. Tại sao? Ví dụ em nói là toan chuyển hóa đi, pH em đang giảm đúng không? Thì nếu như nguyên nhân là do chuyển hóa thì hai anh còn lại
lại HCO3 trừ và CO2 nó có thể là cùng chiều, đối với lại cái nồng độ pH nó cùng giảm. Ngược lại, nếu như mà do là tan hấp pH nó giảm nhưng do nguyên nhân cốt lõi là hô hấp thì nó sẽ ngược chiều bằng cách là nó tăng nồng độ lên. Được ha? Và dựa vào các bản này các bạn sẽ trả lời được bước tiếp theo là rối loạn nguyên phát là gì. Đây là dạng câu hỏi thứ hai, chắc chắn 100% sẽ có luôn ha. À, các bạn câu nha, phân tích theo này ha. Và chỉ số làm sao mà biết là tăng hay giảm thì dựa vào cái khoảng và tôi đã nói với các bạn ha. Giống như là HCO3 trừ thì hồi nãy là 22-26 ha, còn CO2 là từ 35-45 ha. Những con số này các bạn sẽ được cung cấp trong bài thi, nhưng mà các bạn nên nhớ để mình tiến hành đánh nhanh, các bạn đừng nên rối quá về tình huống, các bạn cứ coi tập trung. Thí dụ như một tình huống tôi sẽ đưa ra rất là nhiều thứ, nhưng các bạn phải coi câu hỏi tôi hỏi bạn cái gì. Tôi hỏi bạn là như vậy khí máu động mạch này của bệnh nhân thể hiện tình trạng gì. Tôi có thể cho bạn rất nhiều thông tin, tôi có thể cho bạn kali, tôi có thể cho bạn natri, tôi có thể cho bạn thêm CRB chẳng hạn, nhưng cái đó là những thông tin gây nhiễu ha. Các bạn phải biết được là cái câu hỏi tôi đang hỏi bạn cái gì. Tôi đang hỏi bạn là toan hay kiềm, toan do hấp hay là kiềm do hô hấp, toan do chuyển hóa hay kiềm do chuyển hóa. Nó chỉ đơn giản vậy thôi, các bạn chỉ cần coi hai ba chỉ số các bạn biết được liền, pH, CO2 với là HCO3 trừ, bạn trả lời ngay, tốn chưa tới 30 giây. À, còn nếu các bạn băn khoăn, bạn cố gắng phân tích phức tạp các vấn đề lên, các bạn sẽ bị tốn rất nhiều thời gian cho cái này ha. Rồi, đây là một cái bảng khác mà thể hiện các chỉ số. À, nếu như các bạn nói là cái bảng kia nó chỉ là sơ khởi, thì cái bảng này nó sẽ chi tiết hơn một chút xíu và cách thể hiện rất rõ trong cái phần này. À, thì khi nào là toan, khi nào là kiềm và phân biệt rõ luôn là khi nào là dòng cấp, khi nào là chuyển hóa trên cái bảng này ha. Rồi, về mà cái cơ chế mà bù trừ, cơ chế mà bù trừ thì đương nhiên nếu như nguyên phát là do chuyển hóa thì sẽ bù trừ bằng hô hấp, và ngược lại nếu như nguyên phát do hấp thì sẽ bù trừ ngược lại và do là bằng chuyển hóa. Và cái bù trừ của nó, ví dụ như tôi lấy một tình huống đầu tiên giải thích cho các bạn thôi, tức là trong trường hợp mà HCO3 nó giảm thì cộng nó sẽ tăng, pH nó sẽ giảm, từ đó sẽ kích thích trung tâm hô hấp. Mà khi mà kích hô hấp, mình hô hấp nhiều hơn thì mình sẽ giảm nồng độ CO2 ở trong máu, và như vậy lúc này là mình sẽ bù trừ bằng cách gì? Toan chuyển hóa sẽ bù trừ bằng cách bằng toan chuyển hóa sẽ bù trừ bằng cách là kiềm chuyển hóa bằng cách là tăng thông khí và ngược lại ha. Các bạn đọc bản này các bạn có hiểu hay không? Tôi sẽ dừng lại đây một chút xíu tại vì nó sẽ bắt đầu đi hơi là về phía sinh lý một chút xíu ha. Tôi sẽ dừng lại khoảng một phút cho các bạn ha. Rồi tới đây mình dừng lại một chút xíu ha, mình đã xong bước 2, bước 3 rồi đó. Nhắc lại ha, tôi đi thi tôi chỉ hỏi bạn ba bước ha, tôi hiện bước 2, 3, 4. Thứ nhất là toan hay kiềm, thứ hai là nguyên phát hay là nguyên phát là do cái gì, hô hấp hay là chuyển hóa, và thứ ba là có bù trừ đủ hay không ha, hay là có rối loạn đi kèm khác nào hay không ha. Tôi sẽ dừng đây là một chút xíu. Rồi, các bạn có thắc mắc gì không? Dừng lại chút xíu để hỏi các bạn có thắc mắc gì không? Tại mình đi từng bước mình thật là chắc nha, tại vì mình sẽ không có quá nhiều thời gian để mà mình quay đi quay lại nữa ha. Cho nên là phải đi từng bước, tuy nó hơi chậm một chút xíu nhưng mà nó chắc cho các bạn ha. Các bạn có thắc mắc gì vậy này không? Rồi, nếu không có thắc mắc gì tôi đi tiếp ha. Rồi, nhưng các bạn nên nhớ giúp tôi một cái điều này nè, là nếu như nguyên nhân nguyên phát á, nếu như nguyên nhân nguyên phát á mà là từ hô hấp thì chúng ta sẽ bù trừ bằng thận. Mà thận á thì nó phải cần có thời gian, cho nên mới có tình trạng là hô hấp nó có tình trạng cấp và mãn ha. Toàn hô hấp cấp, toan hô hấp mãn, tại vì sao nó sẽ phụ thuộc vào khả năng bù trừ của thận, vì thận nó cần thời gian cho nên hô hấp mới có cấp và mãn. Nhưng ngược lại chuyển hóa thì bù trừ bằng hô hấp đúng không, mà hô hấp là phổi chúng ta đáp ứng rất nhanh, chỉ tốn vài phút thôi và hoàn tất rất là nhanh, cho nên rằng
nếu như rối loạn nguyên phát mà do chuyển hóa sẽ không bao giờ có toan chuyển hóa cấp và toan chuyển hóa mạng nha. Nhớ nha, cái câu này là cái câu mà thường là các bạn hay bị sai mất điểm quan ngức á, các bạn cứ nhớ mang máng là nhớ có cấp có mạng, nhưng mà các bạn quên mất một điều là gì, khi mà bù trừ mà bằng thận á thì mới có cấp và mạng, còn bù trừ bằng hô hấp thì không có cấp và mạng nha, tại vì nó bù trừ rất là nhanh và được hay không được thể hiện trong thời gian rất là ngắn ha, cho nên sẽ không có tình trạng là cấp và mạng ha. Rồi, và bước 4 là bước cuối cùng, cũng là bước khó nhất, và câu này luôn luôn mỗi năm câu này là câu lấy điểm 10 trong đề thi hóa sinh lâm sàng ha. Đó là cái gì? Đó chính là có buồn đủ hay không và rối loạn đi kèm là cái gì ha. Thì là cái công thức mà đúng chính xác là thể hiện ở phía trên, là toan chuyển hóa, kiềm chuyển hóa, tính toán buồn như thế nào. Công thức này đáng tiếc ha, đáng tiếc là sẽ không được cung cấp cho đề thi ha. Các bạn buộc phải nhớ, nếu như các bạn muốn tính toán, nhắc lại, công thức này sẽ không được cung cấp trong đề thi, các bạn buộc phải nhớ ha, buộc phải nhớ để tính toán ha, tại vì đã đọa ra câu lấy điểm 10 rồi cho nên bắt buộc là sẽ không cung cấp, chỉ cung cấp cho các bạn các chỉ số bình thường mà thôi, chứ không thể nào cung cấp cho các bạn cả một công thức được để bạn tính toán được. Tuy nhiên tôi cũng có một cái là cách hướng dẫn tính nhanh ở phía dưới, nhưng cái hướng dẫn tính nhanh này nó không hoàn toàn chính xác trong đại đa số trường hợp, nhưng nó có giá trị là tính toán rất nhanh và nó đúng được khoảng là 80%, nhưng nó còn có nguy cơ sai. Tôi nói rõ trước cho các bạn nha, cái ở trên là công thức cần phải nhớ để tính toán ra một con số chính xác, còn cái ở dưới là cái cách tính nhanh để mà tính toán xem là bệnh nhân có ổn hay không, bằng cách là bù đủ hay không, hay là có loạn nguyên phát đi kèm, và cách tính nhanh này không đúng trong mọi trường hợp. Nhớ nha, tôi nhắc lại một lần nữa, cái nốt nằm ở phía dưới là không đúng trong mọi trường hợp. Tôi lấy ví dụ đây là một cái toan chuyển hóa đi. Đối với một cái toan chuyển hóa, tôi có pH thí dụ như là 7.2. Như vậy, khi mà toan chuyển hóa, tôi phải bù bằng kiềm hô hấp. Đồng ý không? Và khi tôi bù bằng kiềm hô hấp, tức là hô hấp của tôi phải tăng cái tần số lên. Mà khi tôi tăng tần số hấp lên, tức là tôi sẽ giảm nồng độ CO2 ở trong máu. Như vậy, vậy thì khi nào tôi bù đủ? Khi mà tôi giảm được BaCO2 trong máu ở mức độ là 20 mm thủy ngân, bởi vì pH tôi đang là 7.2 mà. Như vậy khi mà tôi đo huyết động mạch ra, tôi ra được một con số, thí dụ như tôi ra con số là 18 bé hơn 20. Như vậy tôi đã bù quá mức rồi, tôi đã bù quá mức rồi. Như vậy bệnh nhân này là có tình trạng là kiềm hô hấp đi kèm. Ngược lại, nếu như mà BaCO2 của tôi đo ra là 28, tôi bù hoàn toàn không đủ. Cái CO2 của tôi muốn bù đủ là phải là 20, nhưng tôi bù không đủ, tôi bù thành 28. Như vậy bệnh nhân này sẽ là toan hấp đi kèm, do mặc dù có bù đó nhưng mà bù không đủ, cho nên là tôi sẽ nói là bệnh nhân này có tình trạng là toan hấp đi kèm. Tôi lấy một cái ví dụ như vậy, các bạn có hiểu không? Đi chậm ha. Không hiểu các bạn có gì hỏi nha. Tôi đang hướng dẫn các bạn tính nhanh ở dưới trong tình huống trường hợp mà các bạn, thứ nhất là các bạn rối, các bạn không có đủ thời gian, và thứ hai nữa là bạn cần làm nhanh, thì đấy là cách tính nhanh ở dưới ha, để hướng dẫn cho các bạn là cách ví dụ là như thế nào. Dạ luôn thầy ơi. Dạ thầy ơi, cho em hỏi là cái trường hợp mà nó bị sai á, thì nó có nằm ở trong cái khoảng nào là có cái tỷ lệ sai nhiều nhất không thầy? Hay là mình cũng không biết luôn, hên xui thôi thầy? Nó giống như con dao hai lưỡi, mình không biết được đâu em. Thường thường nó mà sai á, là cái trường hợp tôi nói em hồi nãy á, là nó lệch dưới 7.3. Đó là theo kinh nghiệm của tôi nha. Còn ở trên là nó bị lệch trên pH trên là 7.55. Thường nó sẽ bị sai. Dạ, cảm ơn. Những cái trường hợp mà nó quá toan hay nó quá kìm này, là trường hợp nó thường nó sẽ bị sai nhiều nhất, nhưng mà cũng không loại trừ những ở giữa nó bị sai sai nha. Cho nên nó chỉ đúng khoảng 80% trường hợp thôi nha. Và cái này các bạn sẽ không bao giờ thấy được bất kỳ trong một cái tài liệu chính quy nào đâu nha. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái kinh nghiệm lâm sàng của các anh chị bác sĩ trong khoa hồi sức cấp cứu tích cực, chống độc tích cực ha. Thì người ta sẽ làm ứng dụng nhanh trên lâm sàng là như vậy. Và đương nhiên đây là chỉ là dành trong những người làm nhanh thôi, chứ còn thực tế ra là các anh chị và các anh bác sĩ mà làm trong cái đó rồi, người ta thuộc công thức ở trên hết rồi các bạn, người ta thuộc lòng công thức ở trên luôn, thậm chí là còn có giảng luôn cả một bản công thức về đặc ký bắt đầu mạch ngay tại ngay cái chỗ bản giao ban nữa ha.
để mà đi trong tình huống đó mình quên mất thì mình có thể tra cứu ngay. Nhưng các bạn mới ha thì các bạn sẽ phải hơi vất vả một chút xíu. Có thắc mắc gì không tụi em? Rồi, thắc mắc gì mình đi tiếp ha. Rồi, cái đó là hồi nãy là nguyên nhân nguyên phát là do chuyển hóa, còn mà nguyên nhân nguyên phát là do hô hấp. Thì hô hấp tôi đã nói rồi, hô hấp nó phức tạp, còn chuyển hóa là gì? Nó có cấp và mạng. Cho nên rằng là mình sẽ phải tính toán công suất nằm ở phía dưới. Cái này thì tôi không thể nào giúp được bạn rồi. Nhưng tôi có thể giúp được bạn là cái gì? Cái này nha, tôi nói trước cho các bạn, cái này là theo quan điểm trường phái dựa trên tài liệu tham khảo của tôi, đó chính là tôi tham khảo dựa trên tài liệu là hướng dẫn đọc khí máu động mạch trên tạp chí New England Journal ha, được dịch ra bởi một tập thể là các bác sĩ nội trú đã tốt nghiệp rồi của bên Đại học Y Quốc gia, dịch từ bản tiếng Anh hướng dẫn đọc khí máu động mạch theo trường phái về sinh lý. Bạn sẽ gặp rất nhiều các trường phái đọc máu động mạch khác nhau, nhưng trong cái trường phái mà tôi tham khảo và tôi hướng dẫn các bạn ngày hôm nay là theo một trường phái là theo sinh lý, đăng trên tạp chí New England Journal ha, và đã dịch ra tiếng Việt. Các bạn có thể tìm cái bản hướng dẫn đó nằm ở trên mạng ha, có thể có ha. À, tôi nói thẳng nguồn luôn thì các bạn sẽ thấy được là cái vấn đề mà bù trừ bao nhiêu á thì cái tùy theo quan điểm. Nhưng ở đây để mà các bạn là người mới tiếp cận, để tránh tình trạng các bạn cảm thấy là các bạn quá khó để nhớ, thì tôi mới thống nhất luôn cái con số. Ví dụ như tai hô hấp cấp là 1, mạng là 3, kiềm hô hấp cấp là 2, mạng là 4, như vậy sẽ đi kèm là 1, 3, 2 và 4 ha. Còn ở dưới tôi chia là 3 tới 3,5, 4 tới 5, đó chính là tình trạng thực tế. Nhưng khi đi cuối đợt, tôi hứa với các bạn tôi sẽ không làm phức tạp cái mức độ như vậy, tôi chỉ làm 1, 3 và 2 và 4. Các bạn hiểu tôi không? Hiểu không? Mình nói, mình phải nói đúng dựa theo nguyên lý là cái nào. Nhưng bởi vì nó quá phức tạp cho nên tôi muốn cho các bạn dễ nhớ. Tôi muốn cố định là một con số là 1, 3 cho tai hô hấp và 2, 4 cho kiềm hô hấp ha. Những cái này gần như là cái bắt buộc các bạn ơi, chúng ta không có học trực tiếp được, chúng ta sẽ học online thôi ha. Thì cái này là tôi sẽ cung cấp cho các bạn ha. Thì các bạn sẽ có những cái bài tập, các bạn sẽ có những cái bài tập nằm ở cuối cái hướng dẫn bài slide này để cho các bạn nhìn, các bạn luyện tập thêm ha. Và đây là cái công cụ tôi cung cấp cho các bạn, các bạn tính toán. Tôi kỳ vọng rằng là sau cái này sẽ có những bài tập, thì những bạn nào dành thời gian cho việc làm bài tập này thì các bạn có thể là hoàn toàn tự tin về làm được 3 câu khí máu động mạch ha. Mình dành cho những bạn muốn lấy điểm cao, điểm tuyệt đối thì lúc đó sẽ làm được bởi vì nó không có khó ha. Rồi, đây là các trường hợp ha, các bạn có thể tập làm ha, các bạn có thể tập làm. Thì trong quá trình mà các bạn tập làm như vậy thì bạn nào làm xong câu nào, các bạn có thể mở micro lên, các bạn đọc kết quả. Thì trong lúc mà các bạn làm như vậy thì tôi sẽ tiến hành điểm danh lần 3 ha. Các bạn ghi lại các trường hợp hay sau đó các bạn thử tiến hành. Các bạn sẽ trả lời cho tôi 3 câu hỏi ha. Thứ nhất, bệnh nhân này toan hay kiềm? Thứ hai, rối loạn nguyên phát bệnh nhân này là gì? Và cái thứ ba là có bù đủ hay không ha. Các bạn trả lời cho ba câu đó, cái này là các tình huống ba câu đó ha. À, bạn nào tắt mic đi ha, tôi cảm thấy bạn mở mic ha. Ha, các bạn ghi lại các trường hợp cho các bạn, trong lúc tôi dành cho khoảng 5 phút để các bạn làm các trường hợp đó, rồi sau đó bạn nào làm xong rồi các bạn không muốn chia sẻ hoặc là các bạn cần sửa bài thì các bạn cứ việc mở mic micro lên bạn nói thì tôi sẽ tiến hành sửa cho các bạn để các bạn tự tin ha. Để mà ở đây là mình đang tập thôi chứ mình không phải là đang thi trực tiếp ha, cho nên các bạn nên tập để mình không có bị bối rối bỡ ngỡ khi mình thi ra tình huống thực tế ha. Rồi trong lúc đó tôi sẽ tiến hành điểm danh nha các bạn.
Rồi các bạn tiến hành điểm danh nha các bạn. Cái này điểm danh lần 3 nha các bạn. À, sao em? Sao em? Em bình thường. Ok, thôi giờ em mở mic em nói đi. Ừ. Em đang gặp vấn đề gì? Dạ, cái bình luận của em nó không cho em bình luận thằng nó ghi bạn cách tiên cho đó bạn thấy chat. Ủa sao kỳ vậy? Tôi đâu có làm gì đâu. Tôi bữa nay tôi đã tiến hành cài lại tất cả các bạn được quyền bật micro lên nói mà. Thôi bây giờ em đang nói được đó, em nói đi là vấn đề của mình. Không có được thầy, em bật mic thì em nói được mà em không chat được thầy. Cái này là do chức năng của Microsoft Teams của em bị vấn đề gì đó, em liên hệ với lại phòng công nghệ thông tin nha, tại vì tôi không giải quyết được, thì tôi không có bất kỳ cái cấm nào cho tụi em hết ha. Bây giờ em điểm danh sao vậy? Em không có hình em gửi lên cái phần này được hả? Em không chụp hình điểm danh được thì em ghi chú lại là cái lỗi của em, sau đó em gửi cho ban cán sự giúp tôi ha. Em gửi cho ban cán sự giúp tôi, rồi sau đó thì tôi sẽ thông qua, sau đó nhờ ban cán sự gửi lại cho tôi ha, gửi lên trên Microsoft Teams luôn nha, không cần phải gửi lên trên cái mail của môn đâu nha. Đó, thì như vậy tôi sẽ ghi nhận lại và tôi sẽ nói chị thư ký ha, cập nhật bổ sung những bạn mà gặp lỗi như vậy ha. Rồi các bạn tiến hành điểm danh nha các bạn. Trong quá trình điểm danh, nếu như bạn nào mà làm xong cái câu hỏi nào thì các bạn cứ việc nói phân tích ha, tôi sẽ giải đáp cho các bạn ha. Dạ alo, thì em trả lời câu 1 này. Rồi, em trả lời câu 1. Rồi nói đi. Câu 1 là pH là 7.5 là có kiềm. Mà em thấy là cái CO2 đã được tăng, HCO3 trừ cũng tăng. Nhưng mà em thấy là cái HCO3 trừ bình thường á phải là 24, mà HCO3 trừ đây là 34. Nên em nghĩ là nguyên phát là do HCO3 trừ. Nên em nghĩ là kiềm chuyển hóa. Rồi nếu mà kiềm chuyển hóa thì em tính cái nếu mà BCO2 bù trừ đủ phải là 47. Nhưng mà ở đây là 48, vậy là có thể là có bù trừ đủ rồi. Dạ. Vậy thì kết luận của em là dạ đúng rồi, còn cấp với mạng thì kết luận dạ. Của em giờ em phân tích xong rồi đó, thì kết luận của em là gì trong trường hợp này? Dạ là kiềm chuyển hóa, thì kiềm chuyển hóa có bù trừ đủ. Ừ rồi, ok, câu trả lời em là chính xác ha, câu trả lời em là chính xác ha. Ok, đó, đơn giản vậy thôi. Tôi hãy cung cấp cho các bạn rất nhiều thông tin ha, rất nhiều chỉ số xét nghiệm ha. Nhưng mà thực tế là nhắc lại nha, các bạn chỉ cần dựa vào ba chỉ số này các bạn có thể trả lời được câu hỏi rồi ha. Rồi, cảm ơn em. Nha. Rồi, vậy là trường hợp 1 mình đã xong rồi nha các bạn. Ừ, bạn nữ đã trả lời hoàn toàn chính xác rồi ha. Rồi các trường hợp 2, 3, 4, 5 có bạn nào làm xong chưa? Dạ, thì em trả lời trường hợp 2 ạ. Rồi ok. Dạ, trường hợp 2 em thấy là có tuần hóa máu mà nó cùng với là cái trường hợp là trường hợp giảm HCO3 trừ, cho nên em nghĩ sẽ là trường hợp tuần chuyển hóa, và khi tính mà cái bù trừ thì nó cái bù của đáng lẽ cái bù của CO2 là 23 nhưng mà cái công thức lại ra là 32, cho nên em nghĩ đây là toan chuyển hóa kết hợp với lại toan hô hấp. Ừ, chính xác, hoàn toàn chính xác. Đó, các em đã áp dụng rất là tốt ha, các em đã áp dụng rất là tốt rồi. Ok, bạn Nam trả lời hoàn toàn chính xác nha các bạn. Rồi, chỉ chúng ta chỉ còn 3 trường hợp thôi, trường hợp 3, trường hợp 4, trường hợp 5 nha.
Rồi, thời gian điểm nhanh hết rồi ha. Mình quay lại cái slide nha các bạn. Rồi, trường hợp 3, trường hợp 4, trường hợp 5. Có bạn nào làm ra chưa? Dạ thầy ơi, cho em hỏi cái thầy. Em nói đi em. Cái trường hợp 1 với cái BCO2 là 48, nó đặt lớn hơn cái BCO2 bù trừ rồi, vậy tại sao mình lại gọi nó là bù trừ đủ, thì mình không gọi nó là có tăng hô hấp bị kèm? Cái đó là theo công thức tính toán của chúng ta, chúng ta sẽ có một con số nhất định chính xác, em đồng ý thôi không? Tuy nhiên mọi thứ nó đều có một cái sai số nhất định, một số nó đều có thể nhất định, cho nên rằng là các bản sai số mà thường thường chấp nhận được, ta sẽ tính toán là khoảng là cộng trừ 2. À dạ rồi, em cảm ơn thầy. Thầy ơi, cho em trả lời cái trường hợp 3. Ồ, ok. Đây là trường hợp 3 thì ta có là BH là nhỏ hơn 7,4 nên là sẽ là có toan máu. Và ta thấy là BCO2 là nhỏ hơn 40 và nên là toan hô hấp. Thì ta nhìn qua HCO3 thì HCO3 là bù nhưng mà bù dư, nên là ta sẽ có toan hô hấp và toan hô hấp cấp cộng với toan chuyển hóa đi kèm. Cái này có toan chuyển hóa đi kèm không em? HCO3 tăng thì kiềm chuyển hóa đi kèm. Alo. Trong tình huống này em phân tích giai đoạn ban đầu rất là ok ha, nhưng mà các bạn thứ hai em chưa tính cái khả năng bù trừ hả? Cái khả năng bù trừ em tính ra là bao nhiêu em? Bù trừ thì ở đây là do là toan cấp, là toan hô hấp cấp nên là bù trừ là khoảng hai đến bốn, mà cái này là bù tới 10 nên là sẽ có kiềm chuyển hóa. Đi kèm với kiềm chuyển hóa nha em, hồi nãy em nói toàn chuyển hóa là đúng em. Dạ. Rồi, ok, nhất trí ha, em sửa lại đó là đúng rồi ha. Rồi, chúng ta chỉ còn hai trường hợp 4, trường hợp 5 thôi.
Các bạn làm được hai trường hợp này chưa? Dạ em trả lời. Ừ, ok. Dạ pH toan BCO2 là bằng HCO3 trừ là bằng 9, là nó giảm 15. Em nghĩ là có toan chuyển hóa. Ừ. Nguyên pháp và... em đọc vậy đó, em tránh bị nhầm sau này đúng không? Đây là toan nguyên phát là do chuyển hóa rồi. Ok, chắc chỉ với em rồi sao nữa? Dạ, bù trừ là CO2 là 42,5 tới từ 38,5 tới 42,5 mà CO2 đi mới có 30, chưa có bù trừ đủ. Vậy thì nó có rối loạn đi kèm không em? Dạ nó là bằng 30 là nó nhỏ hơn 32 là có. Bình tĩnh nha, không sao hết, bình tĩnh nha. Ừ. Cứ tính toán lại cho kỹ ha. Dạ. Trong tình huống này nè, nếu em nhìn là rõ ràng nè, là pH là 7,2 là toan. Toan này rõ ràng là do HCO3 trừ ha, do nó đồng. Mặc dù cả hai hàng này nó đều giảm hết, nhưng mà nếu CO2 mà giảm thì nó sẽ liên quan tới dạng kiềm chứ không phải là toan. Nếu như nguyên phát là do hô hấp mình phải cùng dấu, cái này là không phải. Thì cùng dấu của anh này đó chính là HCO3 trừ. Thì HCO3 trừ đây là do toan nguyên phát, là do toan chuyển hóa. Nhưng trí để tính toán cái khả năng bù trừ. Bây giờ nếu như em dùng công thức kia em tính cũng được, hoặc là em dùng công thức nhanh em tính cũng được. Tuy nhiên công thức nhanh ở đây em đã nói là cái kỳ vọng của em là nó sẽ là 20, nhưng cái này nó lớn hơn 20, như vậy thì nó rõ ràng là gì, nó sẽ đi kèm với tình trạng là toàn hô hấp đi kèm. À, làm rất nhanh, nếu như em muốn làm công thức nhanh. Còn khi em làm một công thức nó tính toán cách chính quy cũng được luôn, nhưng kết quả của nó sẽ là toàn chuyển hóa kèm với tăng hô hấp ha. Yeah. Các em cứ việc bình tĩnh để em tính thôi, không nên quá rối. Thì cái phần bù này là nó một câu hỏi, nó hơi tích tắc một chút xíu ha. Các em cứ việc bình tĩnh ha, đi thi nhớ tuyệt đối là bình tĩnh ha, đừng có bị rối bởi những thông tin ha. Vậy thì đáp án câu số 4 này là toan chuyển hóa kèm toan hô hấp ha. Rồi còn trường hợp cuối, alo. Rồi, em trả lời không em? Nam cấp thì pH ta thể là 7,47, vậy là kìm, mình sẽ ra nó là kìm hô hấp ạ. À, kìm hô hấp xong là mình sẽ tính toán HCO3 cũng HCO3. Ừ, thì nó giảm hơn cái mức so với cho mình, và mình đoán nó là kèm toan chuyển hóa, vậy sẽ ra kết luận là bị kìm hô toan chuyển hóa ạ. Em trả lời chính xác, nhưng mà có thể là do đường truyền của em nó không rõ, cho nên là tôi sẽ lặp lại ha. Đầu tiên em nói là chính xác 7,47, đây chính là tình trạng là kìm ở đây nguyên phát. Mặt bằng kìm ở đây nguyên phát đó chính là kìm do hô hấp ha. Bởi vì sao? Bởi vì HCO3 trừ ở đây thì nó làm nó dấu ha, nó dấu mà muốn là do kiểm hóa này, nó là kiểm dấu nên rồi này là sai, kiểm đây là do kiểm hấp. Khi mà mình tính toán bù trừ ra thì rõ ràng là HCO3 trừ của mình nó bù không đủ theo như cái tiêu chí đó, mà nó sẽ là nó thấp hơn, nó sẽ là thấp hơn so với cái khả năng bù, cho nên là nó sẽ có tình trạng tôi là sai kiểm hóa đi kèm. Đây là đáp án là chính xác ha. Rồi ở đây là đáp án ha các bạn. À, các bạn về nhà, bạn nào đó nếu như mà trong cái buổi ngày hôm nay các bạn chưa có thể giải được thì cũng không có gì hết, các bạn về nhà các bạn coi lại slide, các bạn bình tĩnh, các bạn ngồi thực hiện lại từng tình huống, sau đó các bạn luyện tập
thì các bạn tôi nghĩ rằng thật sự nó không quá khó đâu, các bạn cứ bình tĩnh mà bạn luyện tập dựa trên các hướng dẫn có sẵn trong slide, tôi hy vọng rằng là năm nay các bạn sẽ làm được cái phần này tốt ha. Nhớ ha, khi đi thi cuối đợt tình huống lâm sàng nó sẽ rất phức tạp, tuy nhiên cái sự phức tạp đó chỉ là yếu tố gây nhiễu, trong khi đó các bạn có thể phân tích tất cả các câu trả lời ở bước 2, bước 3, bước 4 dựa vào ba thông số duy nhất mà thôi. Cho nên một sự lựa chọn khôn ngoan đó chính là tập trung vào ba thông số này và phân tích ha. Còn những cái bước 1 và bước 5 nó hơi nằm ngoài cái mục tiêu học tập của các bạn ở tại thời điểm này, nên tôi hứa với các bạn là sẽ không bao giờ hỏi những cái phần đó hết, nhưng các bạn phải trả lời được bước 2, 3, 4 ha. Và muốn trả lời được đó thì cái dữ liệu chúng ta cần rất ít, đừng để những cái dữ liệu mà cung cấp thêm bên ngoài nó làm cho các bạn bối rối. Ví dụ như là người đàn ông xỉn rượu hay người đàn bà ngất ngoài đường, đó chỉ là một cái bối cảnh diễn tả cho các bạn mà thôi. Nhắc lại bối cảnh thôi, đừng vì những chuyện đó mà khi các bạn suy nghĩ phức tạp lên dẫn tới các bạn bị bối rối với tình huống lâm sàng như vậy. Rồi, có bạn nào thắc mắc gì không? Thì slide bài giảng ngày hôm nay tôi đã up lên trên team của cả hai phòng rồi ha. Nó nằm trong thư liệu học tập ha, và nó sẽ nằm trong phần là bệnh án ha. Thì tôi đã up lên cho các bạn rồi, các bạn có thể download cái file đó về để các bạn tham khảo ngay ha. Và các bạn có bất kỳ thắc mắc nào ha, thì về hóa sinh lâm sàng cũng như là sinh học phân tử, thì ban đầu dự kiến của tôi nghĩ tôi sẽ có nhiều thời gian hơn một chút xíu. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn đọc kết quả real time PCR hoặc là cũng thể là học một chút về COVID. Tuy nhiên rằng là tôi cảm thấy được rằng là mình không đủ thời gian để làm chuyện đó ha, tại vì mình sẽ tốn cũng khoảng thời gian khá cho việc kiểm danh ha, cho nên rằng là tôi không có đủ thời gian để hướng dẫn cho bạn phần đó. Thì tuy nhiên thì các bạn có bất kỳ thắc mắc nào về học phần sinh học phân tử ha, thì các bạn có thể gửi cho tôi. Trong bài ngày hôm nay tôi không thể hướng dẫn các bạn sinh học phân tử được ha, thì các bạn có thể gửi về cho tôi ha, thì tôi sẽ giải đáp cho các bạn. Về học phần sinh học phân tử ha, thì do là đại dịch COVID đang là một cái vấn đề toàn cầu ha, và cũng như là vấn đề nổi trội về sức khỏe, cho nên là tôi chắc chắn các bạn là chắc chắn là sẽ có câu hỏi COVID trong đề thi cuối đợt ha, nhưng mà sẽ hỏi rất là nguyên tắc cơ bản thôi, không hỏi các bạn khó khăn đâu ha, nhưng mà chắc chắn là có ha. Rồi, chúng ta chỉ còn khoảng 5-10 phút nữa là sẽ hết về buổi tăng ngày hôm nay ha. Thì các bạn nào có câu hỏi, các bạn có gì hỏi ha, tôi sẽ giải đáp cho các bạn ha. Trong tình huống mà các bạn có câu hỏi nhưng mà buổi học ngày hôm nay đã kết thúc, thì các bạn có thể liên hệ qua email của tôi ha. Tôi xem email, tôi để cho slide nào. Đây là cái email của tôi ha. Thì các bạn có thể liên hệ qua cái đường email của tôi, thì tôi sẽ trả lời trực tiếp cho các bạn ha. Dạ thầy ơi, cho em kiểm tra của dự kỳ lần 1 được không ạ? Là sao em? Em hỏi thắc mắc gì vậy? Gì đó nào? Dạ khi nào mình kiểm tra dự kỳ lần 1 á thầy? Là cái này á, là do hôm bữa trước có test hệ thống thì hệ thống nó gặp một số vấn đề trục trặc. Thì do đó là mình sẽ tiến hành dời, nhưng mà dời khi nào thì để tôi hỏi lại ý kiến của thầy cô bộ môn. Thì có gì thầy cô chủ nhiệm bộ môn sẽ cho các bạn thời điểm chính xác, và đương nhiên sẽ thông báo chính quy đến cho các bạn ha. Cho nên là các bạn yên tâm vấn đề đó. Tuy nhiên các bạn cứ tiến hành ôn tập dần dần đi. Bởi vì sao? Bởi vì thời gian cũng sẽ sắp tới thôi, chứ nó không có để lâu đâu. Tại vì chúng tôi vừa mới đưa báo về kỹ sư nâng cấp hệ thống lên rồi, thì nó có thể khả năng tải được khoảng 1.000 đến 1.200 bài trong một thời điểm. Cho nên rằng là các bạn có việc ôn tập, tại vì khi đó các bạn đã chuẩn bị sẵn thì nó sẽ dễ hơn ha. Và cũng như nhắc lại rằng là chắc là cô Hà cũng đã hướng dẫn các bạn là về cái luật để các bạn được tham gia kỳ thi cuối kỳ rồi ha. Các bạn được yêu cầu là bắt buộc phải đậu ít nhất là một bài ha, trong hai bài đó.
được gọi là đậu, khi nào các bạn được 5 điểm các bạn là đậu ha. Và nhớ một điều đó chính là các bạn 4,5 vẫn tính là rớt nha các bạn ha, và không làm tròn nhé, chỉ có làm tròn điểm cuối cùng mà thôi. Cho nên là nghĩa là sao, nghĩa là sau khi cộng trừ nhân chia hết rồi thì mới làm tròn cái cột điểm cuối cùng để mà báo bằng điểm cho bộ lý đào tạo thôi, chứ còn giữa kỳ 4,5 vẫn tính là rớt ha, 5 điểm mới tính là đậu ha. Dạ em cảm ơn ạ. Ừ, em thắc mắc gì em? Em điểm danh ba cũng được các thầy, điểm danh trên 7 cũng được các thầy, trẻ em không điểm danh được các thầy. Em trong tình trạng không điểm danh được, em cứ chụp lại cái màn hình báo cáo sự cố đó, sau đó em gửi thông tin về ban cán sự lớp phía tôi ha, sau đó nhờ ban cán sự của mỗi lớp sẽ tổng hợp lại thông tin những bạn gặp trục trặc như vậy, rồi sau đó gửi danh sách dưới dạng file Excel, dưới dạng file Excel kèm với lại là file PDF đính kèm minh chứng, đính kèm minh chứng rằng bị lỗi của từng bạn như vậy, gửi lên trên Microsoft Teams của từng lớp học ha, và ghi rõ luôn đây là danh sách các bạn bị lỗi của đối tượng nào, lớp nào, mã số sinh viên như thế nọ, rồi sau đó tôi sẽ tổng hợp lại hết, tôi gửi lại cho chị thư ký để mà có thể cập nhật cho các bạn, để tránh tình trạng là các bạn bị điểm danh sót thì mất điểm ha. Tôi nhớ hình như là mỗi buổi điểm danh vậy các bạn sẽ được 0.25 ha, và phải yêu cầu, năm ngoái tôi biết là phải yêu cầu tối thiểu có mặt 2 buổi. Nhưng các bạn trên 4 buổi điểm danh, các bạn không có mặt đủ 2 buổi thì tôi sẽ hủy cái bài thi của bạn ha. Dạ thầy ơi, cho em hỏi lại cái trường hợp số 4 á thầy. Ừ, sao em? Em tính ra cái BCO2 bù trừ nó là 31,5. 31,5. Ừ. Mà cái BCO2 trong cái đề là 30, tại sao mày gọi nó lại toàn hô kèm toàn hô hấp thầy? Em đợi một chút xíu nha. Trường hợp số 4 không em? Dạ. Em tính toán ra là bao nhiêu CO2 á? 31,5. Như vậy là nếu mà mình cộng trừ 2 á thì nó đã nằm ở trong cái khoảng bình thường á thầy. Ừ. Nhưng mà trong tình huống này á thì tôi vẫn thấy là nó là toan hấp đi kèm, bởi vì sao? Bởi vì mặc dù đúng là lại nó đúng, tôi sẽ về tôi coi lại tình huống này, nhưng mà trong tình huống này thì tôi vẫn giữ quan điểm là toan hấp đi kèm nha. Tôi sẽ xem lại tình huống này, tôi sẽ có xem lại sai góc tình huống này ha. Dạ dạ, rồi cảm ơn thầy. Dạ thầy ơi. À sao em? Tụi em thi giữa kỳ là thi lên áp vậy, bộ môn có cho tụi em thi thử một lần nữa không thầy? Cái này tôi không biết nha. Cái này tôi không biết tại vì tôi không phải là bên ban kỹ thuật ha. Tôi chỉ bên ban hỗ trợ ra đề thôi ha. Tôi không biết, mà tôi sẽ liên hệ câu hỏi này của em gửi lại cho bác sĩ Huy nha. Dạ, dạ em cảm ơn thầy. Alo thầy ơi. À sao em? Theo lịch là buổi thứ năm thì mình có buổi kiểm tra giữa kỳ lần 2 á thầy, vậy là qua tuần sau mình thi lần 2 đúng không thầy? Cái này tôi không biết, để tôi phải hỏi lại em, phải hỏi lại tại vì lần trước tôi nghe được báo là sẽ phải thay đổi thời gian một chút xíu bởi vì áp bị trục trặc, rồi sau đó sẽ thống nhất lại với lại xin ý kiến chỉ đạo của thầy cô chủ nhiệm bộ môn, thì thầy cô chủ nhiệm bộ môn sẽ xác định thời gian cho tụi em ha. Thì khi xác định xong sẽ viết email gửi cho ban cán sự từng lớp để tôi thông báo lại như vậy, rồi sau đó là báo cho các em mà sẽ thi vào khoảng giờ trưa để cho đảm bảo tất cả các đối tượng để tham gia thi được ha. Dạ em cảm ơn thầy. Thầy ơi, sáng lần một em không có bị lỗi, không có điểm danh, mà điểm danh lần 2, 3 thì có sao thầy? Em có điểm danh lần 2, 3 thì trong một buổi theo yêu cầu của cô chủ nhiệm bộ môn thì là cô nói là mình sẽ điểm danh 3 lần, phải có mặt ít nhất 2 trên 3 lần thì mới tính là điểm danh thành công, cho nên em có được lần 2, lần 3 tức là em đã điểm danh thành công rồi hả? Các em yên tâm đi về cái phần điểm danh là không ai làm khó tụi em đâu ha. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái gì, cái phần quan trọng là tụi em phải đạt được cái bài thi giữa kỳ nha. Năm ngoái thì như tôi nhớ không lầm thì cũng phải là gần cả vài trăm bạn bị cấm thi cuối đợt nha, cho nên là các bạn cố
cố gắng tập trung ha. Tức là cấm, là cấm thi thật nha, chứ không phải cấm cấm thi giỡn nha các bạn. Cho nên là các bạn, tại vì cái đó là cái luật chơi, và cái luật chơi này là đã được gửi lên cho phòng mới đào tạo rồi, nên bộ môn bắt buộc phải tuân theo cái này. Cho nên là đây là cấm thi thật nha, và không có vớt nha các bạn. Cho nên là các bạn cố gắng ôn tập thật là tốt nha. Tại vì năm ngoái cũng viết rất nhiều tâm thư là năn nỉ kêu vớt, nhưng mà tôi không vớt được ha. Trừ khi nào các bạn gặp trục trặc sự cố gì đó thì tôi sẽ cố gắng giải quyết ha, giải quyết cho các bạn, là có thể là vì ảnh hưởng gì đó. Thì năm ngoái tôi đã rất là vất vả, tôi phải cho các bạn thi lúc 9-10 giờ đêm lần đó, để cho các bạn thi vét bằng cách là do các bạn bị lỗi hệ thống vân vân, năm nay chuyện gì đó ha. Cho nên rằng năm nay tôi hy vọng rằng là nó sẽ không bị những cái lỗi đó, và nếu như có những cái lỗi đó như vậy thì cũng sẽ có hướng dẫn với các bạn, nên các bạn đừng có lo lắng cuồng tư quá. Nhưng mà nếu như chúng tôi phát hiện cái gian lận thì tôi sẽ không có chấp nhận nha các bạn. Dạ thầy ơi. Ừ, sao em? Thi dự kỳ thầy có thể gửi bọn em lịch thi trước tầm 3-4 ngày được không ạ? Cái này tôi phải hỏi là thư ký bộ môn nha em. Tại tôi không phải là người biết cái đó ha, cho nên là tôi sẽ hỏi là thư ký bộ môn, mà nói thư ký bộ môn gửi lại cho tụi em ha. Dạ em cảm ơn thầy. Rồi, có câu hỏi thắc mắc nào không tụi em? Dạ thầy ơi. Ừ, sao em? Cái trường hợp 2 nó cũng giống với trường hợp 4 hồi nãy của bạn vừa nói rồi. Cái trường hợp 2 mà không có chỗ hồi nãy á. Rồi rồi, để lát hồi tôi sẽ check lại cái file nguồn, tại vì cái này là những năm trước á là tôi cũng tiến hành làm rồi, giải rồi, nó không có vấn đề nha các bạn. Và nếu như các bạn không có câu hỏi gì thêm thì thôi mình kết thúc buổi học ngày hôm nay ở đây nha. Dạ tụi em cảm ơn thầy.